Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta là dùng con game mới đổi gió một tí nên tôi sẽ chuyển qua một con game nó tương đối nhiều chữ, anh em phải đọc chữ khá là nhiều. Tuy nhiên con game này nó rất hay, rất là nổi tiếng luôn. Nó có tên là con cù đối khác. Đầu tiên ta. À đây đây đây. Đây. Game này thì họ đã ra mắt cũng khoảng vài tháng trước rồi, nhà phát hành có tặng tôi mà đến giờ tôi mới có rảnh để có thời gian chơi thử. Game này có tên là con cù đối khác, cái chiến hành trình cuối đời nhà Minh. Game này là cái dạng như là test bay để anh em có thể đọc chữ thôi, nó dạng visual novel nên chữ 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 rất là nhiều chữ, bù lại nó mới có một câu chuyện cực kỳ cuốn, rất là hay, rất là hấp dẫn. Thì anh em dạng như là đang xem một cái tiểu thuyết, là một bộ phim gì đó, phải đọc phụ đề đơn giản vậy thôi. Game này nó đánh giá là cực kỳ tích cực, quá là tích cực luôn á, 21.000 lượt đánh giá chỉ mà sau khoảng là 2 tháng rưỡi con game ra mắt thôi, một con số cực kỳ thành công, quá thành công luôn. Nên bàn về chất lượng thì con game này nó quá ấn tượng rồi, nên bây giờ mới nói về cái vấn đề khác. Là con game này nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung với một số cái tiếng Nhật nữa, nên mà anh em chơi con game này dạng mà visual novel nữa, anh em giỏi tiếng Anh thì không sao, đọc chữ cũng hơi mệt tí thôi, nhưng mà kém kém tiếng Anh như tôi lại lười đọc chữ mà mấy tiếng Anh dịch thuật nữa thì nó rất là khó luôn. Nên con game này đã có một cái bản của là Mê Việt Hóa, họ dịch thuật bằng AI khá là chất lượng, anh em lên Mê Việt Hóa gõ tên con game vô là nó sẽ ra ngay thôi. Cái phiên bản này của họ trên Mê Việt Hóa là cái phiên bản dịch thuật bằng AI nên họ thu phí nha, chứ không phải là miễn phí đâu, tôi cũng không có thể share được. Anh em muốn sử dụng cái bản Việt hóa này thì tự lên Discord liên hệ với họ, có cách nhận ra sao đó anh em cứ lên đó. Tôi nhớ lúc trước là ủng hộ như là 50.000 anh em để sử dụng tất cả các phiên bản Việt hóa trên mà website của họ đăng luôn, nó nằm trong Discord thì anh em có thể cân nhắc sử dụng cái bản Việt hóa hay không tùy anh em, nhưng mà tôi khuyến khích anh em nên sử dụng cái phiên bản Việt hóa trong game này đi, đọc chữ nó rất là mượt luôn. Game này hiện có hai cái phiên bản Việt hóa, một là dịch thuật bằng AI, còn một phiên bản nữa bằng Google dịch. Google dịch thì thôi rồi, tôi đã thử rồi, thử xong thì tôi chạy luôn, đọc không được. Thứ nhất là đọc không được, thứ hai là lỗi rất nhiều, thứ ba là bị mất chữ. Tuy nhiên cái phiên bản Việt hóa bằng AI thì nó đọc chân mượt hơn rất là nhiều luôn. Tí nữa tôi chơi thì anh em sẽ thấy thôi, tôi vô thử là 3 4 phút rồi. Nhưng mà lại thêm một cái vấn đề nữa là cái bản Việt hóa này của họ trên Mê Việt hóa chất lượng thì tốt, tôi đánh giá là khá là tốt, tuy nhiên nó bị lỗi thời, anh em sẽ không chạy được cái phiên bản trên Steam này đâu. Muốn chạy được á, anh em phải hạ cái phiên bản con game xuống. Game nó hiện đang phiên bản là 1.22, dựa theo cái thời điểm Việt hóa, dựa theo cái thời điểm họ làm cái Việt hóa thì con game đó lúc đó nó chỉ ở phiên bản 1.19, 1.18 gì thôi đây nè. Nên mà anh em muốn sử dụng cái phiên bản Việt hóa này giống như tôi, tí nữa tôi chơi thì anh em buộc phải hạ cái phiên bản con game trên Steam xuống. Còn cách làm thì hơi dài dòng tí nên tôi sẽ đưa xuống cuối video luôn. Anh em nào muốn xem cái phiên bản, cái cách làm mà Việt hóa để hạ cái phiên bản game trên Steam xuống cho nó phù hợp á, không chỉ riêng game này đâu, những con game khác cũng gì luôn, thì anh em có thể đua đến cuối video để xem. Còn anh em không quan tâm á, thì anh em cứ vô coi game này luôn. Đây, chúng ta lướt lướt sơ qua một vài hình ảnh con game. Đồ họa nó như thế này thôi. Nhìn đồ họa nó thì tương đối chất lượng. Nó chỉ là những cái ảnh tĩnh thôi nha, không phải ảnh động. Dạng visual novel mà. Bù lại thì anh em chơi con game này, cái vấn đề quan tâm duy nhất chỉ là cái cốt truyện. Cốt truyện là chính thôi. Nên mà tôi không biết thời lượng con game này bao lâu, tôi có thể chơi được hết không. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ thử trước đi. Rồi, bây giờ thì vào game đã. Con cù đối khác, chiến hành trình cuối đời nhà Minh. Phiên bản 1.18 là đúng với cái phiên bản mà chúng ta xài Việt hóa đó. Rồi, bây giờ chúng ta vô new game, bắt đầu lại con game mới. Những con sói. Con sói đó. Năm 1628. Đây là con game dạng visual novel tiểu thuyết nha, nên anh em đọc chữ khá là nhiều đó. Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao phụ thân đặt tên ta là Lương. Lương có nghĩa là thiện. Chữ thiện có hình dạng như một chú cừu đang há miệng, thường nhìn chằm chằm vào chữ này, ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chú cừu đang kêu. Ta nghĩ nếu như con người hiền lành như cừu thì xứng đáng đến với cái tên Lương. Tuy nhiên ta không cảm thấy mình là cừu, nên nhớ cái tựa game, con game này có tên là con cừu đối khác nha, ta là sói. Lương đưa hắn về nhà rồi. Không xa tiền đến truyền đến là cái tiếng hỏi thô lỗ. Ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua, xa xa có một người đàn ông đang đi tới. Hắn dẫm lên cành cây và lá rụng, từng bước chậm rãi, từng bước chân siêu vẹo. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rừng cây loang lổ khắp nơi, nhưng hắn có thể khéo léo ẩn nấp trong bóng tối. Ta ngẩng đầu đánh giá ngoại hình của hắn. Hắn đội nón lá, mặc áo tơi, tay cầm một cái bầu, nhìn thoáng qua không giống kẻ hung ác mà giống như một ngư dân. Nhìn cái mặt này mà ngư dân được thì cũng hơi khó tin. Đúng cái chất phản diện trong con game luôn. Mình đang
trong cái vai người kể chuyện, không phải người kể chuyện nha, mình là đang nhập vai cái nhân vật đó, nãy giờ tự nghĩ thầm trong cái chuyến hành trình của mình luôn. Tên mình là Cù, con cù đối khác. Ủa tên mình là Lương, nhưng mà có nghĩa là giống hình con cù. Vẻ ở ngoài này dễ khiến người ta mất cảnh giác, nên thường hắn sẽ là người dụ dê đến, rồi ta sẽ giết. Tên này là một con sói khác đi cùng với ta. Hắn tên là Thạch Thư, nhưng ta quen gọi hắn là Lưỡi.喂，问你呢，干嘛不说话？Này, ta处理hỏi干người净đấy,了吗？sao không nói gì, xử lý sạch sẽ chưa? Xong rồi, lúc con dê không để ý, đã dùng dao đâm chết.现在丢哪儿了？Bức nó đâu rồi? Chôn rồi.埋仔细了没？Chôn cẩn这thận里chưa?泥城Cách可不đây,远，nơi里面đây野cách兽cái好hành多trì数。không xa, đừng để thú dữ đào lên. Để tôi chỉnh cái âm lượng nhỏ nhỏ xuống tí. Nơi đây cách thành không xa, đừng để thú dữ đào lên. Chôn cẩn thận rồi, người cứ yên tâm.行，那他身上Trên有些người啥hắn呀？có gì? Vậy là cù với dê nãy giờ mình nói á, thật ra là một người. Mình là dạng như mấy thằng cướp đạo tặc gì đó, để giết người cướp của, chứ không phải là dân tốt lành gì cả. Đúng là ta là sói thiệt. 5 lượng bạc, 200 tiền, một bộ quần áo gấp, một cái túi vải. Ta sẽ lấy 4 lượng quần áo gấp của ngươi, túi vải ta cũng lấy.凭啥？Dựa vào đâu? Nhìn mặt nó đổi thái độ liền. Lần này chỉ có một con cù, ta xử lý và chôn nó. Lẽ ra tao phải lấy nhiều hơn.行吧，行吧，就这样吧。Ok, cứ vậy荷đi.包多Trong钱？túi có bao nhiêu tiền? Không nhiều tiền, chỉ là những món hàng thông thường mà thôi.我Để ta看xem.看。Lưỡi thì muốn xem cái túi đó của mình. Không có lựa chọn gì nha. Đây chỉ là tường thuật kể thôi. Đây, mình lấy cái túi đưa Lưỡi xem. Chiếc túi này rất nhỏ, chỉ cầm một tay cũng có thể cầm được. Theo lẽ thông thường, trong túi của những con cừu sẽ có khăn tay, giấy tờ, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả. Cái túi màu đỏ được khâu vá chằng chịt trông rất mới, trên đó có thêu chữ An màu nhạt. Cười. Ta khẽ cười. Cái túi này thêu chữ gì thế? Thằng Lưỡi này nó không biết đọc hết ta. Rốt cuộc là con cừu này có tên là chữ An, hay là hắn muốn dùng cái túi này để mà bảo an, tức là an toàn á. Nếu là trường hợp mà an toàn thì chắc cái túi này đã phụ lòng của hắn rồi. Cái túi này dạng như那cái这lá bùa确quá.实是破东西，Đúng là đồ卖不bỏ了đi,几chẳng được钱。mấy đồng.你怎Cho么người đấy.真不知道你为啥稀罕这些羊Không hiểu毛sao啊？người để thích没mấy在thứ意như这lông样，我cừu.得留点羊毛，Mỗi lần giết con cừu小đều心giữ你lại留một了ít痕迹，lông.把你给害死。Tức là mình mà mỗi lần giết người á đều có cái sở thích khá là bệnh hoạn luôn, đó là lấy những cái di vật của người chết sưu tầm nó như một cái kỷ niệm như đó, nên cái thằng Lưỡi này nó chỉ trích mình về cái thái độ đó. Cẩn thận có ngày để lại dấu vết sẽ hại chết ngươi. Không sao, ta là nhân vật chính trong trò chơi nên ngươi cứ yên tâm. Nắm chặt cái túi trong tay rồi ném nó vào phát lưng. Oh, 趁着天没黑，咱快去华州搞点酒肉。Đi thôi, trời chưa tối, chúng ta đến Hoa Châu kiếm kiếm một chút là gỗ thịt. Hoa Châu là dạng một cái thành đúng không? Game này nó dựa trên cái bối cảnh của thực nha. Nó là cái đời nhà Minh gì đó, cuối đời nhà Minh. Tôi cũng không biết khoảng thời gian nào, nhưng đầu game vô nó giới thiệu là 1629 không ta. Thôi, tí nữa chúng ta nhớ cái vấn đề đó sao. Lưỡi liếm vai ta một cái. Khẽ chạm chứ liếm cái gì? Lẽ, Lưỡi chạm vai这ta次một你分cái的东rồi西đi多，về phía trước.可得你请啊。Lần này ngươi nhận nhiều đồ nên ngươi sẽ phải là người trả tiền. Ok. Rồi. Đặt tay chiếc nón lá lên đầu, từ từ lắng xuống. Những cái đoạn này là những con game mà nó miêu tả cái bối cảnh cho anh em tăng thêm cái trí tưởng tượng đó. Họ không có hành động nhưng mà cái lời văn nó rất là mượt mà, anh em cảm giác như đang đọc cái tiểu thuyết gì đó. Ta đi theo tiếng bước chân của Lưỡi, mỗi bước đi đều giẫm nát một cái lá khô, dưới chân chỉ còn là tiếng lá khô gãy. Không để ý đến những âm thanh này thì không sao, nhưng nếu quan tâm đến chúng thì những âm thanh này sẽ trở nên rất là lớn, như thể những tiếng chiên hót phượng kêu đều biến mất, cả khu rừng chỉ còn lại tiếng lá khô bị giẫm nát. Hai con sói chúng ta từng bước đi qua núi hoang, đi qua rừng rậm. Khi đi qua một cái cây cổ thụ có thân cây rất là to, ta đã nhìn thấy nó vài lần. Ta biết dưới gốc cây đó chôn con cừu mà ta đã giết. Trời ơi, nhớ cái gì không nhớ, nhớ cái chỗ sát hại nạn nhân. Con mèo năm 1632 là cách đây khoảng 3 năm rồi đó hả ta? Hồi đầu game vô năm mấy tôi không nhớ nữa. 1632, nhớ không đầu nha. Bạch Nhật lăng không là mặt trời nó chiếu rọi trên bầu trời á. Chói quá khiến ta có chút mở mắt không ra. Ánh sáng ban ngày này lại không làm cho người ta cảm thấy một tia ấm áp nào cả. Ta vẫn luôn cảm thấy lúc nhỏ ánh sáng ban ngày chiếu vào người ta rất ấm áp, nhưng bây giờ lại không giống vậy nữa. Đại khái là khí vận của triều đại đã sắp hết. Lâu nay thì gặp phải năm mất mùa, ánh sáng ban ngày cũng không còn quá là ấm áp như khi xưa. Cái gì đó bụp bụp. Ta ngồi trên tảng đá lớn của một khách điếm ở Hoa Châu, uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong bình. À, ngồi uống rượu. Rượu mạnh trôi qua cổ họng thấm vào dạ dày, cảm giác nóng rát xoay tròn nhưng lại khiến ta cảm thấy rất là mát mẻ. Rồi tả cảnh thấy băng phong nó tả cảnh rất là hữu tình luôn.
ngồi uống rượu mà lạnh bên ngoài, nóng trong lòng. Trước kia anh ta thường cảm thấy mình là người bất hạnh, tuy nhiên trong năm đại hạn này có thể uống một ngụm rượu mạnh đã là may mắn lắm rồi. Lại thằng lưỡi à, có người sống rồi, vẫn là một người sống lớn. Game này chữ nhiều quá anh em ơi, mới chơi có 5-10 phút mà khô cổ họng rồi. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, ta liếc mắt nhìn. Đúng là hắn đứng sau ta, hắn vẫn ăn mặc như vậy, một cái nón lá, một cái áo tơi, trông rất giống một người dân. Tôi nhìn kỹ là nhìn cái mặt này là không giống người dân chỗ nào cả. Mắt của thằng lưỡi sáng lên, nhìn ta cười, chỉ cần nhìn là biết có chuyện vui muốn nói với ta rồi. Gì đó, ta liếc mắt một cái nhẹ nhàng hỏi. Phía bắc thành có một chủ quán nhốt mấy con cừu nhỏ của Doãn Tam Lưu, tức là thằng này nó rủ mình đi săn hàng mới. Cừu nhỏ hả? Cừu nhỏ là con mồi nó, không có béo bở, hay là con mồi nó là còn nhỏ? Thực ra thì mấy con cừu nhỏ này là người của Doãn Tam đưa đi, nhưng họ phạm chuyện khác bị quan binh bắt giữ. Tức là cái thằng Doãn Tam này nó đưa món hàng này đi á, nên nhưng mà thằng Doãn Tam này nó bị bắt rồi. Giờ mình muốn lẫn tay trên món hàng của cái thằng bị bắt đó là mấy con cừu nhỏ đó. Hiện tại hắn không có người nào để dùng được, để chúng ta hai người kia làm việc. Đó, thấy không? Thằng này nó gian. Ta không làm chuyện cừu nhỏ. Ngươi hiểu lầm rồi, ta đương nhiên biết ngươi không giết cừu con mà. Thôi, cừu con này là dạng mấy đứa con nít trẻ em rồi, chứ không phải là con mồi nó không có béo bở, không phải con mồi nó nghèo hay giàu, mà cừu non, cừu nhỏ, cừu con này là trẻ em. Thế thì ngươi định làm gì? Chúng ta chỉ cần đưa vài con cừu đến Lạc Dương. Buông ngươi hả ông? Làm cái chuyện dụ dỗ, lòng ta có chút trùng xuống. Cuối cùng ta cũng hiểu được cái lưỡi hồ lô của tên này muốn làm cái gì rồi. Tên này thường tìm ta đều là làm chuyện giết người cướp của là chính. Lần này thần thần bí bí, không ngờ để đi làm việc cho bọn buôn người, thấy chưa? Tôi đoán nó sai đâu, phải đưa những con cừu con không biết từ đâu đến Đại Dương để bán. Tôi không thể nói như vậy được, cừu non không phải chúng ta bắt được, không tính là do chúng ta dụ dỗ. Nhưng mà ngươi muốn nghĩ như vậy thì cũng để hiểu thôi. Ngươi cũng biết tên Doãn Nam kia tuy đi giúp chúng ta giới thiệu cái việc mà giết người cướp của, nhưng nghề chính của hắn chính là buôn người. Cái thằng đối tác của mình nó cũng không ra gì đâu. Lần này đúng là phải đưa cái đám cừu nhỏ của hắn đến Đại Dương, nhưng không phải chuyện xấu mà là việc tốt. Đừng có nói giống thằng này nó lừa mình qua cái nhiệm vụ là bảo an bảo tiêu gì nữa, hộ tống luôn nha. Tôi không có tin nó đâu. Ta nhớ mày không muốn nghe tên tên lưỡi này nói nữa. Ngươi nghe ta nói đã, cứ nghe ta nói trước đã. Mấy năm nay hạn hán khắp nơi, cừu non bị chết đói rất nhiều, cho nên có những nhà nào sắp chết đói bán con cừu non cho Doãn Tam để đổi lấy tiền luôn. À, bán con đi lấy đồ ăn. Bên Đại Dương kia thì có một con cừu béo, hắn rất nhiều tiền nhưng lại không đẻ được cừu con, nên nếu tìm những nơi nghèo khó mua vài con về nuôi. Trời ơi, loli gặp gã béo, mình là cái thằng mà vận chuyển hàng đó chứ. Ngươi nghĩ xem, những con cừu nhỏ của gia đình nghèo đó vốn đã sắp chết đói, chúng ta đưa nó đến nơi giàu có, cha mẹ của chúng cũng không bị chết đói, cừu non cũng được ăn ngon, mọi người đều vui, chúng ta làm việc tốt. Tốt thì méo chứ tốt. Không giống gì ngươi, một con cừu nhỏ 100 lượng, bốn con cừu là 400 lượng. Ta và ngươi chưa đôi, mấy năm sau không phải lo cái chuyện ăn cái mặt. Đầu game mình giết một mạng người chỉ vì có 5 lượng bạc thôi mà mình lấy có 4 lượng thôi. Bà buôn một đứa trẻ thì lợi nhuận gấp 25 lần, 4 đứa nữa là gấp 100 lần. Chia đôi ra thì cũng mà 50% rồi. Làm gì mà cứ mà lưỡng lẹo vậy? Chốt một phát chiếc điểm đi. Nếu ngươi không làm, ta sẽ tìm người khác. Không phải vì thấy ngươi có thân thủ tốt, một thân có thể làm được việc có hai người đâu. Rồi, đợi đợi đó. Những con cừu đó bao giờ thì bắt đầu xuất hành, càng sớm càng tốt. Hôm nay ta sẽ đi kiếm hàng. Được, ta đi cùng ngươi. Ta đứng dậy, phủi bụi trên người, lưỡi cười ha ha rồi dẫn đường cho ta. Rồi, bị thằng lưỡi này nó dụ dỗ nữa rồi. Không lo ăn mặc hoặc là con việc thiện khiến ta động lòng, thiện con khỉ. Ăn tiền thì cứ nói. Tóm lại ta đã trúng cái món lời ngon ngọt, nhất định sẽ đi xem thử. Mà thằng này là... Ủa, thằng này nãy nó bị bắt hả? Chào, hai vị khách quan. Không phải khách quan, hai vị gì đó. Cái này gọi là cái gì? Đồng nghiệp phải không? Không phải. Đối tác đi, hai đối tác của ta. Cuối cùng tôi cũng mong được gặp được cái ngài. Ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Tớ chửi mấy thằng hầu, đồ không có mắt nhìn ngươi, nhanh gói cụ cho hai vị đại gia đây.
Ta và Lỗi vừa mới đến quán trọ thì Doãn Tam đã nựng nọt chạy ra đón ngay trước cửa. Hắn mời chào chúng ta ngồi xuống quán trọ của hắn, vừa mắng mỏ thuộc hạ có cụ cho chúng ta. Sự thay đổi thái độ trong nháy mắt khiến ta liên tưởng đến hắn đang là một cái nghệ sĩ diễn kịch hát tuồng. Mấy thằng như này là nó rất là lương lẹo luôn, đúng kiểu lương lẹo luôn. Con game này nó làm mấy cái khuôn mặt này nó đúng là rất nó hợp nữa nha. Ta không ngồi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tên Doãn Tam, trong đầu cũng có một số cái tưởng tượng thú vị. Có vẻ hồi nhỏ thích xem tuồng nên mỗi khi gặp một người trong đầu ta sẽ tự hiện ra hình dạng thú của người đó. Tuồng bóng là anh em múa mà dạng như múa gối mà núp sau cái cánh gà rồi dùng cái tay tạo hình mấy con thú á, đó gọi là tuồng bóng, đó là diễn kịch bóng á, múa bóng. Nhiều người là cừu, ta và Lưỡi là sói. Dũng Tam thì hắn giống cáo hơn. Sói thì săn mồi, cừu là con nạn nhân, còn mà thằng này thì nó lương lẹo hơn. Hang ổ của con cáo này chính là quán trọ ở phía Bắc Hoa Châu nên không có khách quan lui tới, quanh năm đóng cửa giống mấy cái tụ điểm mà buôn người rửa tiền hay là casino sòng bạc đó ha. Quán trọ chỉ là cái bình phong, thực tế nơi này là để hắn ta đến tổ chức giao dịch tầm ăn. Hắn một ông chủ lớn bên trên làm việc cu li cho người đó. Ông chủ lớn giao một số nhiệm vụ hắn ta lại giao lại cho chúng ta. Thằng này dạng còn môi giới, trước đây chúng ta nhận việc từ hắn ta đều là việc cướp đường, hắn sẽ cho chúng ta biết nơi nào có xe hàng dễ cướp rồi thông báo chúng ta đi. Lần này thì là việc của bọn buôn người, bất kể nhận việc gì chúng ta đều tập trung tại quán trọ này. Yến sir, chúng ta đến rồi. Liang nói hắn có thể Anh ta, chúng ta đến rồi, nhưng nói hắn ta có thể nhận. Ta còn chưa quyết định mà. Chưa quyết định, trời lương gia ngay, ngay không thể không quyết định được à. Người thân thủ tốt lại quen biết thân gia, việc này không thể thiếu người được. Ta biết trước đây ngươi chưa từng làm những chuyện như thế này, cũng là không muốn làm cho lắm. Thì chỉ là không cần lo lắng đây, lần này có ngươi vận chuyển là rủ cừu con này. Cừu con từ đâu tới, đưa cho ai đều không liên quan đến các ngươi. Nghe nó dụ mà anh em chưa lọc chưa? Hơn nữa, ta cũng không sợ nói thẳng với các ngươi, lần này nhận cái đủ cừu con quyền thế ngất trời, cho dù có chuyện gì xảy ra, quan phủ cũng không thể chi xét được. Tức là cái thằng khách hàng nó mua cái thằng béo á, nó mua mấy cái em loli này, mấy cháu loli này đó, không biết được hay cái nha. Nó là thằng một cũng có là số má nên mình không sợ chi cứu trách nhiệm. Nó lừa đó, đừng có tin nó. Huống hồ bây giờ thời đại binh đao loạn lạc, quan phủ nào quản được chứ. Hương gia, ngươi nói có đúng không? Hương gia là cái thằng lưỡi á. Đúng vậy. Con này hơi bị bôi bán đấy. Nhiều người ở thiểm địa nổi loạn, hoặc là bọn chúng, hoặc là lũ tham tiền, hoặc là để giấu tiền gì đó, làm sao quản được chúng ta. Cũng làm giải thích với ta, vừa tìm lưỡi để mà hỗ trợ nói bòi thêm. Lưỡi uống cạn nửa chén rượu nóng, vừa giúp Doãn Tam vừa ra hiệu với ta. Không lo ăn mặc, làm việc thiện, binh đao loạn lạc. Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta, va chạm với nguyên tắc trong lòng ta. Mình còn giữ được chữ thiện do cái tên của mình là tên Lương. Ta có nên nhận việc này không? Hay là nghĩ thêm? Ủa, có lựa chọn hả? Chọn ở dưới tôi nghĩ là bôi cái cúc chuyện dài ra một tí á. Còn chọn ở trên thì nó đi thẳng luôn. Xem trước đã, giả vờ. Cũng phải giả vờ mà là thực chất quan tâm nhớ nhầm. Cho ta xem những con cừu trước rồi ta sẽ đưa ra quyết định. Ok, nếu người muốn xem thì chắc cũng có là hy vọng rồi. Cáo, cừu, sói, bây giờ tới chó. Lỡ Tam, Tiểu Nhĩ, khách sạn gật đầu chạy ra đằng sau. Những con cừu được đưa lên, chúng bị trói bằng dây thừng buộc lại với nhau để chúng không trốn thoát. Chúng thúc hích hoặc cung gãy bị tiểu nhị đẩy ngã xếp thành hàng trước mặt ta. Ta không nói gì, mắt nhìn lướt qua những con cừu đỏ lâu ly mà thấy không, tôi nói cái thằng béo đó gu nó mặn lắm, hên là nó chói ngay bụng nha. Chú cừu nhỏ đầu tiên, cừu đầu tiên bên trái và con cừu thứ hai bên trái, hai con cừu này chắc chắn quen biết nhau, chắc là chị em. Chúng đứng rất gần, đứa lớn che chở cho đứa nhỏ, hai con cừu có lẽ là hai chị em, tuổi còn rất nhỏ luôn. 9 với 6, 69 à, ủa 96 à, ai đọc 69 nó bậy bạ lắm. Hai chị em đều mặc quần áo rách rưới, nước da đen nhèm, khuôn mặt thô ráp, da này mà đen, vẽ hình đúng đẹp, đúng trắng, trắng trẻo sạch sẽ luôn, đầu tóc bù xù, thân hình gầy gò, cho thấy sức thân rất là nghèo khó. Khi ta nhìn chúng, người chị sợ hãi nhưng vẫn tố cố mà tỏ ra can đảm để nhìn lại tôi, còn đứa em thì ánh mắt láo liên không dám nói gì. Người chị muốn bảo vệ đứa em gái, tôi như kẻ thù. Chú cừu thứ ba, cừu nông thứ ba rõ ràng khác với hai con trước, nên này có khí chất quá ha.
Cô bé có lẽ ở trong cái độ tuổi vẫn còn đang ăn học, mặc quần áo rách rưới, thân hình gầy gò, làn da trắng hơn nhiều so với hai con cừu trước. Cô bé sợ hãi cúi đầu không nói gì, nhưng từ dáng đứng nghiêm chỉnh của ta, ta thấy cô bé có thể cảm nhận được sức tân không tầm thường của cô bé. Hai con cừu bên trái là mua con cừu thứ ba bắt cóc. Ô, mình cũng nhảy quá ha, đưa ra cái quyết định hiểu chuyện liền luôn á. Tôi thì không có nghĩ sâu được như này đâu, chưa có đi buôn người bao giờ nên không biết. Tôi chất vấn cái lão Tam, đưa ra cái phán đoán của mình. Lão gia hạch binh, không giống như ngài, đúng là như thế. Bên trái hai con cừu non là chị em, chúng ở một thôn nghèo gần đây, khắp nơi đều đói kém, nhà chúng không nuôi nổi nhiều con thế này, nên đành bán con gái trước đổi lương thực cho con trai út ăn. Trời ơi, trọng nữ kinh, ủa trọng nam kinh nữ. Cái thời đúng là cái thời Trung Quốc hồi xưa nó gì luôn. Lão Tam nói, lúc này hắn nhìn về ta, phía hai con cừu non quan sát phản ứng của chúng. Do vậy đứa em gái nhỏ vẫn đứng ngay ra, cô chị lớn hơn nước mắt lưng tròng có vẻ như muốn khóc. Đứa em thì nó còn bé quá, nó chưa có hiểu chuyện đâu, có mỗi con chị là hiểu thôi. Xem ra lời lão Tam nói là thật, con cừu thứ ba xuất thân không tệ, cũng là chúng ta bắt cóc về. Bắt cóc thì có an toàn không? An toàn chứ, không an toàn thì ta đâu có dám đưa ra ngoài. Thằng này nó lương trong lương lẻo á, còn mình lương là trong mà lương thiện. Bắt cóc thì không an toàn, muốn hầu con cừu này trông giống như là con nhà lành. Tôi là gằn giọng với lão Tam, tình hình có tí mà đặc biệt thôi, đương gia ngài đừng vội. Lão Tam nói xong rồi bắt đầu cười ngượng ngùng. Qua đây nói chuyện. Lão Tam kéo ưa ra xa một chút, có vẻ như muốn tránh con cừu nhỏ đó. Con cừu này tình hình đã đặc biệt tí, chúng ta đã điều tra rồi, đây là xuất thân của gia đình quyền quý, nhưng việc vận chuyển cô ta thì không có rủi ro. Tại sao? Đâu có lý nào vận chuyển một cái tiểu thư quyền quý mà không có rủi ro? Ngươi không sợ người nhà cô ta báo quan sao? Không, không sợ đâu. Rồi, bố mẹ con bé nó có khi là vào tù vô tội gì rồi. Nhà cô ta bây giờ tự do không còn, còn lo không xong, làm sao có thể tìm được cô ta? Cái chuyện gì? Nhà nàng ấy từng qua lại thân mật với viên đốc sư, hình như còn dính chút họ hàng. Viên đốc sư ngươi biết chứ, người đấy là đắc tội với loạn tế gia, bị chém thành từng khúc, chu di tam tộc. Rồi, tức là liên đới qua cái nhà của con bé đó luôn. Hồi xưa bên Trung Quốc thì chu di tam tộc, chu di cửu tộc đâu đó, thì chắc anh em cũng biết cái này với vậy. Đốc sư chết rồi, nhà này ái liên lụy, người bị giết, người bị đài, người giáng chức sớm đã sang lan đàn sẽ ngáo. À không nói gì, nếu đúng như lời lão Tam nói thì đúng là chẳng còn ai thèm quan tâm đến con cừu nhỏ bị đặt nhà này nữa. Dưới cái thời Thái Bình thịnh vượng, con cái của quan lại bị chu di cũng chẳng ai hỏi han, huống chi là cái thời loạn lạc như thế này. Ta sẽ xem nốt con cừu nhỏ cuối cùng, ta gật đầu không hỏi thêm về con cừu thứ ba nữa, mà chuyển ánh mắt sang con cừu thứ tư, cũng là con cừu cuối cùng. Cừu này bán được. Cậu thứ tư là con trai, trông có vẻ lớn tuổi nhất, cao lắm, chỉ thấp hơn ta một cái đầu. Hắn co rúm người lại nghiêng đầu cách không tự nhiên. Con cừu này nhìn xung quanh một cách lo lắng, ánh mắt láo liên tránh né. Cừu này có vẻ không ổn, có phải là bị bệnh đau không? Nhìn mặt nó ngu ngu, lưỡi nhíu mày đánh giá con cừu thứ tư. Đúng vậy, hắn có vẻ là hơi ngốc. Hồi nhỏ bị sốt cao nên đầu óc bị đần à? Hồi nhỏ mẹ không cho mà không cho muối vào canh à? Hình như hắn bị ngốc bẩm sinh. Con từ cừu nhỏ này lúc đầu đã thế. Người nhà cho rằng hắn là Phật Di Lặc chuyển thể nuôi đứng lớn. Vẫn còn cái sự kiện mê tín nữa. Sau đó xảy ra nạn đói, nhà hắn nghèo đi, không muốn nuôi vị Phật này nữa, nên mẹ hắn đã bán con cừu nhỏ này cho chúng ta. Mom 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 mom, nhìn đúng tội luôn. Cừu thứ tư nghe thấy tiếng mẹ bỗng trở nên điên cuồng bất an, nó tròn tròn mắt gọi tên mẹ của mình. Những con cừu khác nhìn thấy dáng vẻ này của nó dường như cũng nghĩ đến mẹ, mắt đỏ hoe, chúng bắt đầu khóc. Đối với những con cừu non như vậy, tiếng cười có thể lây lan, tiếng khóc cũng có thể lây lan. Lão Tam, nghe chắc con cừu béo sẽ muốn những cái loại cừu con này chứ? Hắn cười với ông Tam, giọng điệu pha chút hài hước tức giận. Ai biết được, có lẽ nhà nào đó thấy nó là Phật Di Lặc chuyển thế muốn nuôi thì sao? Nhà ở Lạc Dương nói là có cố gắng tìm con gái, nhưng không thể chăm sóc con trai. Số lượng con trai có thể được nhận ít hơn nhiều so với con gái, nên chỉ thể tìm thấy được cái loại này mà thôi. Tức là hồi xưa nó vẫn còn trọng nam khinh nữ rất là nhiều, nên mà tìm được món hàng nữ nó dễ hơn tìm được món hàng nam. Không, loại này ta không nhận. Tại sao không? Đừng nói đến chuyện ta là con cừu béo, ta tuyệt đối không muốn loại cừu non này. Ngươi đẩy trách nhiệm qua cho chúng ta, không được đâu. Mang theo cái tượng Phật Di Lặc này phiền quyết quá. Trên đường ta và lương của ngươi đều bị nó chọc tức, nhất thời bị bốc đồng hay giết chết nó. Thân gia, người kiềm chế chút đi. Đây là con cừu mà con cừu béo muốn, thiếu một con thì mất một khoản tiền, làm mất một con có thể khiến các người phải đền tiền.
Tại vì ta càng không thể muốn, ta không thể mà quản nổi cái bệnh ngốc này. Chúng ta không quản được nó, nếu nó cứ la hét trên đường, khó tránh khỏi sẽ dẫn dụ quan binh đến cướp bóc, lúc đó tất cả mọi người đều xong đời. Ta cũng đồng ý với hắn. Con cừu này quá khó để kiểm soát, rất có thể sẽ gây ra nhiều chuyện cho chúng ta. Được rồi, được rồi, ta sẽ biết các ngươi sẽ không muốn. Một là nó tăng lương, còn hai là nó lật lọng cái gì đó. Thực ra ta cũng lo con cừu béo nó sẽ không thích con trai, ngay cả loại béo như vậy cũng không được, rất có khả năng sẽ trả lời này. Trả lại hắn nhá, sau dịch nhờ chuyến này. Cậu tử, người ta mang con cừu non đó lên đây đi. Đổi à? Tức là nó đổi cái con cừu thứ tư đó. Ta hơi nhíu mày, không hiểu ý của Doãn Tam. À đây, nhân vật nữ chính của chúng ta đây, xuất hiện trên cái trailer với cái hình ảnh cover của con game hồi nãy, đôi lướt qua tôi thấy. Không lâu sau, Tử Nhị mang đến một con cừu non mới. Cừu non này từ sân sau đi ra trong nháy mắt đã thu hút được ánh nhìn của ta. Nàng trông cũng như ở độ tuổi đi học khoảng 10 tuổi. Mặc quần áo ghét cưới, làn da không đen cũng không thể coi là trắng. Rất gầy, đó là ấn tượng đầu tiên của ta vì nàng. Bộ xương của nàng rất nhỏ, quần áo bọc lấy da, da lại bọc lấy xương. Có thể thấy xương nhô ra ở dưới cổ tay, dưới lớp quần áo mỏng cũng có thể cảm nhận được từng nét của xương. Vẽ tấm hình mà cũng đẹp quá mà, sao miêu tả văn nó lại đi ngược vậy? Tóc đen, đôi mắt lại có màu xanh lam đặc biệt. Tay vậy? Con cừu này có vẻ rất thanh tú, nếu nó béo hơn một tí, không gầy như vậy có lẽ được coi là một mỹ nhân. Người béo người thật thật. Con cừu này cũng được đấy. Mấy con cừu của ngươi, nói thật thì ngoài con Phật Di Lặc ra, những con khác đều không đến nỗi xấu. Nguồn hàng của ta là nguồn hàng chính hãng. Lão già thấy thế nào? Ta không quan tâm con cừu trông như thế nào. Ta chỉ thấy là tại sao chỉ nói là không cần bị chối. Tôi không để ý cái vụ đó luôn. Hình như là không có bị chối thiệt. Ta để ý con cừu cuối cùng không bị chối dây á, thường heo nên tò hỏi cái lão Tam này. Nó khác với những con cừu khác, nó không cần chối. Các ngươi yên tâm. Nó không phải bị bán hay bị bắt cóc mà là tự đến đây khi chạy nạn. Rồi chắc là chiến tranh gia cảnh tan băng ở trên á, nên mới là tha phương đại sứ tìm cái nơi sinh sống. Lại nhầm vô cái bọn buôn người này. Đứa trẻ này mới đến vào tháng trước, có vẻ như đã được dạy dỗ. Chỉ cần cho một miếng cơm là nó sẽ làm mọi việc. Vì giữ nó ở đây là việc đi, với bán cái gì vậy thằng khốn nạn này. Mặc dù ta cũng thấy tiếc, nhưng nếu các người không muốn mang theo cái tên Phật Di Lặc thì có thể thay thế nó, vừa hay nó cũng muốn đến Đạt Dương. Nàng nó bị câm nhưng mà rất là hiểu chuyện, bình thường thì không có khóc lóc hoặc bát nháo gì cả. Cái ngươi nói với nàng đến một nơi thì có thể ăn no, nàng sẽ nguyện ý là đi theo ngươi. Lão Tam này, cừu của ngươi quá là đa hệ chủng loại đi, sao đứa thì ngốc đứa thì câm. Cừu này câm thì sao chứ, hai vị lão gia nói thật cũng không phải đa hạn với con cừu béo số lượng hàng. Ta thật không muốn giao nàng cho các ngươi. Thằng này cũng biết giữ cửa không ha. Các ngươi không tin, cho dù nàng không nói được, nhưng nuôi lớn nhất hình định thì có lẽ bán được giá tốt. Mỹ nhân mà, tiểu mỹ nhân mà. Còn tai thì sao? Thường anh em mà có khuyết tật bẩm sinh bị câm á, thì nó sẽ liên quan đến điếc. Nhưng mà cũng không có bị hoàn toàn đâu, chỉ ít lắm. Tai thì không có vấn đề gì, như vậy cũng tiện. Lưỡi gật đồng, xem ra đồng ý với là đề nghị của Lão Tam rồi. Đưa cô gái này theo, quả thực tiện hơn rất nhiều so với đưa đứa con trai bị ngốc nghếch kia. Ta cũng đồng ý với điểm này, chỉ là ta muốn biết thêm một tí thông tin. Lão Tam, những con cừu này mấy tuổi tên gì? Hai em bên trái 9 và 6 tuổi, Hồng Di và Thí Nhiên. Anh đẹp quá hả? Đúng là Hồng Hiện nè, mặc áo màu hồng luôn nè. Hay là cái ông dịch thật, ông nhìn cái màu áo ông bựa ra cái tên đó. Quỳnh Hoa, 9 tuổi. Không, chỉ câm, không biết chữ, cũng không biết tên. Tiểu câm. Cái thằng Lão Tam này gọi con gái này gì đó. Ta hỏi nó phải 9 tuổi không? Nó gật đầu, có chừng là 9 tuổi. Không có tên, 9 tuổi, câm. Ánh mắt ra một lần nữa, hướng về chú cừu non cuối cùng được dùng để thay thế. Lần này nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ta. Đợi tí, có email gì khá quan trọng. Ta không ngờ nàng không né tránh ánh mắt của ta như những chú cừu non khác. Sau khi nhìn ta, nàng chỉ lặng lẽ nhìn ta. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy phản chiếu bóng hình của ta, dường như có một hơi nước mỏng phủ lên đôi mắt của nàng. Cũng có thể là ta nhìn nàng nhầm, cũng chỉ có thể là ta nhìn lầm nàng. Không hiểu sao khoảnh khắc đối diện với nàng, trong đầu ta hiện lên một ấn tượng kỳ lạ. Thằng này đâu đi con à? Nàng là đứa trẻ duy nhất trong số những đứa trẻ này, không giống là những con cừu khác. Mèo, nàng giống một con mèo. Miu, tiểu miu. Đừng có gọi người ta là câm. 1632 tiếng nói nha. Có là
Hồng Nhi nè, Thúy Nhi nè, Quỳnh Hoa nè, với Tiểu Miu nè, bốn em rồi đó. Thằng Lưỡi thì đưa cho nó cút rồi. Tao vẫn đồng ý nhận công việc này của lão Tam, sau đó đưa Lưỡi đi nghỉ một đêm tại quán trọ. Sáng sớm hôm sau, ta chỉnh lại trang phục, lau sạch đau rồi cất đao đi. Trước khi lên đường, lão Tam dặn chúng ta hai con chuẩn bị cho chúng ta hai con ngựa thồ của đồng buôn. Ngựa thồ không phải đi cưỡi, chúng chỉ có thể chở hành lý. Để tránh bị kiểm tra trên đường, chúng ta cần đi đường núi. Đường núi thì không thích hợp cho xe ngựa, chỉ có thể đi bằng ngựa thồ. Quán trọ vốn đã ở nơi hẻo lánh, lúc sáng sớm càng không có mấy người. Ta và Lưỡi đứng trước quán trọ, bàn bạc thời gian cần thiết, lên kế hoạch, chuẩn Hoa bị Châu hành到lý.洛阳，路途六百里，Từ Hoa Châu đến那Đài还得Chương,行dài五十 600 里，dặm,也要mỗi走ngày半đi个月。50 dặm cũng phải mất nửa tháng, mỗi ngày đi 5 dặm. Một dặm này là khoảng 8 cây số không ta? 5 dặm này là khoảng 8 cây số mà. Không ý thức tính như vậy, mang theo những con cừu non, nhiều nhất chỉ đi được 20 dặm một ngày. Tức là đi hơn một tháng trời luôn hả? 2 tháng rưỡi hả? Nếu đi đường vòng thì còn xa hơn nữa. Khốn nạn,那就要被vậy thì phải30chuẩn人bị的lương干khô và粮nước水，đủ dùng trong 30 现ngày.在各处闹饥荒，这么多粮À,油nửa怎么tháng挣ít钱？lên là khoảng 45 ngày đến một tháng. Bây giờ khắp nơi đang đói kém, mua nhiều lương thực như vậy hẳn sẽ không có mất tiền. Chúng ta mang ít nước rồi mua thêm trên đường, càng đi về phía đông thì càng có người chạy nạn càng ít, lương thực sẽ rẻ hơn. Đi về hướng đông.要是我Ok.们到时候困在山里，实在饿极Nếu lúc了，đó bị mắc趁kẹt trên吃个núi小đói羊quá羔thì ăn羊。dê con cho đỡ đói. Hả? Thằng này nó đòi ăn thịt cừu luôn, khốn nạn thôi. Lời giễu cợt nói một cách thẳng thừng ra, tôi không coi trọng câu nói này, vì vậy cũng không đáp lời. Ít ra là mình vẫn còn giữ được chút lương tâm chứ. Đi thôi. Tôi nói một câu với Lưỡi, cầm đao bên mình đi thẳng vào khách sạn, gọi những cái con cừu non đó. Lúc thì cừu, lúc thì dê, nhưng mà anh em chịu khó hiểu tất cả đều là cừu đấy nhá. Tôi gọi những con cừu non dậy, dắt chúng ra ngoài cửa. Có 3 con cừu trong số chúng bị trói dây ở eo từng đôi một. Tiểu Miêu thì đi khập khiễng mà không bị trói, thật rất là kỳ lạ. Lương, Ngươi muốn trói luôn cả bà cái con bé Tiểu Miêu kia không? Mặc dù lão Tam nói rằng tự nguyện đi, nhưng ta không sợ nàng bỏ trốn, nhưng ta không yên tâm. Có lý, ta gật đầu đi bánh đi ngựa, lục lấy một sợi dây thừng. Trước tiên ta buộc sợi dây này vào sợi dây của con cừu thứ ba, thắt một nút. Sau đó đầu dây còn lại đi về phía cô Câm. Tiểu Miêu đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta, nàng thấy ta đánh liếc nhìn ta rồi quay lưng đi. Mặc dù nàng không nhìn thẳng vào ta, nhưng nàng ngoan ngoãn quay lưng về phía ta, ưỡn thẳng eo, giơ hai tay lên cao. Ta không nói gì, chỉ cúi đầu phía sau nhìn nàng, cầm sợi dây nhanh chóng quấn 2 vòng quanh eo nàng và thắt một nút sau lưng nàng. Khi quấn dây quanh eo, nàng ta cảm nhận được nàng gầy đến như thế nào. Dây quấn quanh eo chỉ là một vòng nửa cánh tay. Nửa cánh tay là khoảng 40 cm á. Vòng eo mấy ta? Vòng eo 49 phải không? Rất là gầy. Sau đó ta kiểm tra lại tất cả cái sợi dây trói những con cừu non, buộc đầu dây còn lại bằng con ngựa thồ. Nút thắt này rất chặt, trừ phi chúng dùng đá nhấn nọn hoặc là dao, nếu không sẽ rất khó để tháo ra. Hơn nữa, ngay cả khi chúng muốn cắt những sợi dây này, chúng cần phải thời gian. Ta và Lưỡi sẽ thay phiên nhau trông chừng chúng, không cho những con cừu non này có một cơ hội nào. Khi quấn dây bên eo của cái tiểu cái gì tiểu miêu, nàng hoàn toàn phối hợp, không hề phản kháng, thực sự hiểu chuyện đúng như lời của lão Tam. Lũ cừu non nghe đây, bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, các ngươi gọi ta là Hưng gia, còn hắn là Lương gia. Chúng ta sẽ đi 1-2 tháng để có thể đưa các ngươi đến nơi có thể ăn ngon ngủ đủ. Sau khi ra khỏi thành thì cứ đi về hướng đông, đường đi chủ yếu là đường núi. Mỗi ngày không đi nhiều, đi được 20 dặm là được. 20 dặm là 30 cây số nữa trời. Để tôi rút gọn cái này. 1 dặm. 1 dặm là 1 cây 6, đúng rồi. Vậy là 20 dặm này là khoảng 32 km. Còn lại là hồi nãy nó tính một ngày đi 50 dặm hả? Tức là một ngày đi 80 cây số hả trời? Thánh hả? Ta đã chuẩn bị đủ lương thực, từ nay chúng ta đi một ngày ăn 2 bữa, trưa một bữa, chiều một bữa, 2 bữa này ăn nhiều một chút, những lúc khác thì không được ăn nữa. Đi đường không được thì thầm to nhỏ, không được khóc lóc, nếu vi phạm sẽ phạt 1 ngày không có ăn. Trên đường đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, đứa nào bỏ trốn sẽ để đến 100 roi, đánh chết, ta còn bị độc da ăn sống. Thằng này đúng giỏi cho em luôn. Lưỡi đỏ lè, cái gì? Lưỡi đỏ lè cổ, gân cổ nổi lên, hướng về phía đám cừu non giới thiệu đồng thời tuyên bố những quy củ mà hắn đã định ra. Hắn vừa nói vừa lấy ra trong đống hành lý một cái cây roi mây, vung lên giữa không trung 2 cái cho đám cừu non nó xem. Đám cừu non này rất khó che giấu cảm xúc của mình, không có con bé mà tiểu miêu kia.
Khi nghe đến nơi ăn no bụng, chúng đều mở đôi con mắt. Còn khi nghe đến lục gia ăn sống, chúng đều co rúm người để sợ hãi. Đặc biệt là con cừu nâu hiền lành bên đầu Huỳnh Hoa, là con bé cuối cùng mặc áo trắng này nè. Khi lươi lưỡi mà quất cái roi xuống, nó sợ đến mức chân run rẩy chết ngã. Thằng này đừng có giỏi cho em mày. Ta lưỡi bốn thích ngắm nhìn những con cừu vì hắn mà sợ hãi. Hắn nhìn Huỳnh Hoa phản sợ muốn ngã, phát hiện là nở một nụ cười thích thú. Thằng này nó bê đê ít em. Đến giờ gọi đi thôi. Tôi nhắc lưỡi, chú ý thời gian, cũng đừng mà dọa nạt lũ nó chúng nó quá chớn. Bắt đầu đi thôi. Lưỡi hét về những phía con cừu non, bắt đầu lên đường. Những cừu non lại ra tiếng hét của hắn làm cho run rẩy. Hắn cười khẽ, liếm môi, đi đầu về phía trước. Chúng tôi đi theo con đường nhỏ do mà lão Tam sắp xếp ra khỏi thành. Cái chỗ này hồi nãy mình chôn mà cái con cừu đầu tiên của mình lúc vào game. Ra khỏi thành chúng ta đi bộ về phía đông theo cái hướng đã định sẵn. Để tránh cái đường mà quan lộ kiểm tra, ta phải đi qua chân núi của Nhị Hoa Sơn. Đầu tiên đi qua là Thiếu Hoa Sơn, sau đó đến Hoa Sơn, qua Hoa Sơn rồi mới tới Đồng Quan. Nơi đó sẽ có một quán trọ do lão Tam sắp xếp. Đoạn đường dốc núi này ít thì 4 ngày, nhiều thì 8 ngày. Đoạn đường Nhị Hoa Sơn này ta và lưỡi thường đi, nên là rất biết cách chắn những cái tên giặc cướp trong núi thu giữ hoàn thành, vẫn không được lơ là. Tức là mình gần như với nó, với thằng kia gần như là khẩu địa ở chỗ này rồi. Chúng ta đến suối Hoa Sơn. Chú chặn đường đi này, chúng ta đều không nói chuyện, đi một mạch, chỉ thấy đồn rừng cây đất đá, ta nghe tiếng vó ngựa, tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân. Đi được một canh giờ, lưỡi bắt chuyện với ta. Ngươi có biết bầy hổ không? Ngươi không biết à? Bầy hổ chính là một bầy hổ lớn. Bình thường thì hổ đều đi một mình. Vài năm trước, ở thỉnh bác sĩ à nạn đói, rất nhiều người chạy nạn về phía đông đều chạy đến một số vùng núi rồi bị hổ ăn thịt. Nghe điêu điêu nha, hổ thường nó ít khi đi thành đàn lắm. Hổ ăn thịt người, sinh con cũng nhiều, qua hai năm trở thành một bầy. Ngươi nói xem, nếu có mười mấy con hổ đến, chúng ta còn sống không? Lũ đảng thằng này, đang đi giữa đường sợ chứ bà, nó hù mình, nó hỏi mấy câu đó. Ta nghĩ là không sống được, ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi. Chưa chắc đâu. Trong tay chúng ta có đau, nếu gặp hổ sẽ vung đau chém chết mấy con cừu non, để máu chảy ra thành vũng. À, này nó cũng nạn thiệt. Nó tính đưa loli lại mà là mồi nhử. Con hổ thấy máu thịt chắc chắn sẽ không đuổi theo chúng ta mà sẽ mà chuyển qua cái đống máu thịt đó, chúng ta có thể chạy thoát. Nó cười đúng đề tiện luôn á. Lưỡi cười lớn, hắn đột nhiên cao giọng khi nói hai câu cuối. Tao biết hắn cố ý muốn cho những cái con cừu nhỏ sau lưng chúng ta nghe thấy. Ngươi có vẻ rất thích thú khi dọa những con cừu nhỏ này, có thú vị không? Ta lạnh lùng mỉa mai lưỡi một câu. Chắc chắn là thú vị rồi. Lưỡi đáp một tiếng, cười cười, bắt đầu đi về phía trước. Tao quay đầu nhìn những con cừu nhỏ, trong đó có ba con bị lời nói của lưỡi là dọa cho tái mét. Này. Còn con bé Tiểu Miêu thì cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cúi đầu cúi. Cái tấm hình này đầu game đến nãy giờ. Đi trang một tấm hình một luôn. Này không sợ hổ à? Mèo đâu có sợ hổ. Bà con với nhau mà. Vào giữa trưa, chúng ta đi bộ nhanh hơn. Trong hai canh giờ tiếp theo, phải dừng lại nghỉ trưa một nửa canh giờ. Lưỡi nếm thức ăn trước, sau khi ăn, hắn nói muốn ngủ một lát và dựa vào gai ngủ. Ta phát thức ăn cho các cừu non này, mỗi người một phần lương khô và nửa bình nước. Đủ cừu non thì đói lắm rồi nên bắt đầu nhanh chóng ăn lương khô của mình, chia nhau nước uống. Ta vừa ăn vừa trông họ. Hai cô gái nhỏ tên là Hồng Nhi và Thiếu Nhi ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Hồng Nhi là chị rất chăm sóc em gái của mình, chia nước cho em. Bản thân là chị chỉ uống một ngụm nhỏ. Đứa trẻ nhà lành bị bắt cóc thì đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi. Khi nhận thức ăn, nàng rất cẩn trọng mở to mắt, như thể sợ ta sẽ rút dao đâm nghề. Khi mà nàng nhận thức ăn, con bé này có vẻ khá là nhát, do mà nhà lành tiểu thư quyền quý từ bé rồi, nên cái gì cũng sợ sệt, lo lắng sợ hãi hết. Tuy nhiên ta khá bất ngờ, mặc dù biết là tiểu thư bị bắt cóc, nàng ta không chê lương khô khó ăn, ăn hết cả tất cả mọi thứ. Không biết là do lão Tam khi bắt cóc nàng ấy đã dạy dỗ tốt, hay nàng sớm nhận ra cái tình hình hiện tại. Đúng rồi. Mình mà cũng có tố chất thám tử như thế ha, biết cách nhìn người dữ đó. Nãy giờ nó nói mấy câu mà chỉ có người trong cuộc thì mới có nhìn ra được. Đi làm sát nhân làm chi, làm quan viên triều đình rồi đi mà làm gì ta? Hồi đó không có nghề thám tử gọi là cái gì? Điều tra phá án nhưng mà bao công vậy đó. Thám tử định nhân kiệt rồi đó. Khi nàng ăn, mắt đôi mắt đông đầy nước mắt, ta cảm thấy nàng có thể là nghĩ đến cái điều gì đó. Nghe nói từ lâu người nghèo sống trong cuộc sống giàu sang thì dễ, nhưng người giàu sống trong cuộc sống nghèo khó thì lại rất khó. Đại khái nói về những con cừu nhỏ như này. Ngoài việc quan sát ba con cừu, ta cũng chú ý đến tình hình của Tiểu Miêu. Khi nàng ăn rất nhanh, như thể đang muốn nuốt chửng cả con hổ. Chỉ một lúc không chú ý, nàng đã ăn hết mọi thứ giống như con quỷ đói đầu thai. Tôi nghi là con bé này nó giấu đồ ăn á, để đề phòng có vụ bất chắc gì xảy ra thì nó còn có đồ ăn mà nó bỏ trốn.
Ôi, có giọng gái rồi anh em ơi, thương gì á. Ta nhìn chầm chầm vào tiếng miêu, bên tai là đột vang lên giọng nói con cừu nhỏ. Người chị Hồng Nhi giơ cánh tay có chút sợ hãi gọi tiếng. Chuyện gì? Ta đứng dậy hỏi nàng. Em gái ta muốn đi vệ sinh, nhịn được nữa rồi. Hồng Nhi có chút bối rối. Ta quay đầu nhìn em gái này. Coi. Đúng vậy. Ăn ngủ nghỉ đều là nhu cầu và thường ngày của con người. Chúng ta hành đi ra được mấy canh giờ, những con cừu nhỏ này chắc cũng biết vậy. Bởi vì vừa rồi lưỡi không nói rõ về quy tắc vệ sinh, những con cừu này vốn có lẽ đã có nhu cầu nhưng vẫn ghé nhịn đến bây giờ. Rồi ai muốn đi cứ đi giải quyết tại chỗ. Thương gia không được, sao lại không được? Con bé Quỳnh Hoa kia có ý kiến về đề xuất giải quyết tại chỗ của ta. Này ngồi nhìn ta, rồi nhìn lại lưỡi đang nghỉ ngơi gốc cây, ánh mắt đầy lo lắng và bối rối. Ta không biết ý nàng đại thái là gì, đại khái là gì thì có thể đoán mò. Ta nghĩ là tên đuổi đó sẽ dựa vào cái cớ này bắt đầu đánh lấy cái đó làm cái cớ để giải quyết đánh cái nàng. Tất nhiên cái nàng cũng thể ám chỉ rằng ta và lưỡi đều là nam nhân, con nít thì đo cái gì, còn nàng là nữ tử. Ta không muốn giải quyết làm chuyện đó trước mặt nam nhân, ta tin vào cái bế trước nhiều hơn. Dù sao những đứa trẻ này vẫn còn vài năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, trong mắt ta chắc chắn không thể coi được phụ nữ. Cái nàng cũng không để tâm đến chuyện này. Được rồi, giờ ta sẽ nhấc dây dẫn các ngươi đến bụi ra xa, xa xa, các ngươi xếp thành hàng. Rồi, ta bắt đầu dẫn từng con cừu đi, sau đó dắt sợi dây, thì nói từng con cừu nhỏ, chúng ta đi qua lưỡi đang ngủ say, hướng đến bụi cây xa hơn một chút. Ta dẫn đàn cừu đi vệ sinh, đợi chúng quay lại, lưỡi vẫn chưa tỉnh, đàn cừu ngủ một lúc, tao phải trông chừng chúng cũng như để mắt đến xung quanh, nên không có dám ngủ. Sau giờ ngọ, tí sửu dần mão hình thị ngọ là khoảng 7 giờ sáng à? Phải không? 14 giờ là khoảng 2 giờ chiều. Sau giờ ngọ chúng ta lại lên đường. Đi bộ dưới chân núi Thiếu Hoa đã đi được 3 canh giờ là 6 tiếng đồng hồ. Trên đường đi không gặp phải thú dữ, cũng không gặp mà bất kỳ bầy sâu bọ mà lưỡi nói. Bầy hổ như sao mà sâu bọ? Thế Nhi vấp ngã trên đường suýt ngã. Nhưng vì eo cô buộc dây để đi có gần chị gái nên không ngã. Mấy cái đoạn này cũng miêu tả vô rất là chi tiết luôn nha, anh em đọc nữa cảm giác như là đang nhìn thấy cái sự việc xảy ra ngay trước mắt vậy đó. Trăng bạc chưa cao, trời đầy sao. Làm thơ luôn kìa, trăng bạc chưa cao, bầu trời đầy sao. Mây mỏng tựa như là lụa nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, tiếng côn trùng nguyệt kêu liên hồi có chút ồn ào. Ở trong rừng lại mấy con dế rồi nó kêu rất là nhức đầu luôn. Ban đêm tầm nhìn không tốt, không tiếp tục cho không tiện cho việc đi đường núi. Vào lúc hoàng hôn, chúng tôi bắt đầu tìm nơi cắm trại, định nghỉ ngơi đến khi trời sáng rồi mới tiếp tục lên đường. Chúng tôi đã đi qua khu vực núi này rất là nhiều lần. Vào lúc hoàng hôn, chúng tôi tìm thấy một hồ nước trong núi rất thích hợp để làm nơi cắm trại. Bên hồ có thể lấy nước rửa mặt, điều kiện khá là tốt. Lưỡi phụ trách dựng trại, còn tôi thì nhóm lửa. Lưỡi tháo đồ nghề lên trên lưng ngựa xuống, tìm bít cỏ khô dựng mấy cái giường đơn giản. Làm cũng nhặt một bó củi, nhóm lửa lấy đồ nhóm lửa trong hành lý, một tay cầm đá lửa, một tay cầm que đánh lửa. Que đánh lửa dùng sức đánh mạnh vào đá lửa, tia lửa bắn ra nhanh chóng đưa đá lửa lại gần làm mồi. Những mấy lần cuối cùng cũng được một tia lửa nhỏ nhanh chóng cháy trên mồi lửa. Mấy cái đoạn lạ cảnh cũng làm rất là chi tiết luôn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, từ mồi lửa cháy đến củi dần dần hình thành một đống lửa trại cháy bùng bùng. Đây đó à. Hồ nước đâu? Lửa trại có thể cảnh báo khu dữ tránh xa, cũng có thể chiếu sáng và sưởi ấm. Lửa quá to, Thiên Nhi nhỏ tuổi nhất nhìn thấy ngọn lửa, vui vẻ ngồi xổm xuống tiến lại gần ngọn lửa hơn. Nàng đưa hai tay ra phía trước cảm nhận hơi ấm của lửa trại. Những chú cừu khác thấy Thiên Nhi làm vậy, trước tiên quan sát sắc mặt của ta và lưỡi, xác nhận rằng chúng ta sẽ không thức giận nên cũng lần lượt tiến lên cái gần đống lửa chạy hơn. Mấy đứa nhỏ này nó học theo rất là nhanh. Lương, người thật sự có thể nhóm lửa giỏi đấy. Ta nhớ không phải người sợ lửa sao? Mình bị cái gì mà sợ lửa ta? Hồi nhỏ có biến cố gì à? Lưỡi vừa bận xong cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa chạy. Hắn đang nhắc lại chuyện cũ của ta. Đúng vậy, trước đây vị trí về thảm họa đó ta thấy lửa là sợ đó, thấy chưa? Vài năm trước còn sợ, bây giờ thì không. Đó là chuyện tốt. Có nghĩ người sợ lửa lần sau giết người phóng hỏa ta đều muốn mang theo cái thằng này. Mở miệng ra là một là giết chóc, còn hai là hù dọa mà. Đó, lưỡi này nói một câu dọa những cái mà chú cừu non, ta không muốn tiếp lời hắn. Hơn nữa, giết người bình thường đều trực tiếp chôn, đâu cần phóng hỏa. Mà chết đi được, không phải sợ những chú cừu này chạy mất thì nên để chúng đi nhặt củi trải giường cho chúng ta. Lương, trưa nay ta nghỉ rồi, ngươi ngủ trước đi. 2 canh giờ sau, hỏi chào với ta. Ok. Từ đâu tìm chỗ nằm xuống bên đống lửa chạy, gió nhẹ thổi qua ngọn lửa tựa như dải lụa đỏ gắt mông lung trong không trung.
Ánh lửa ban chiếu trên khuôn mặt các cô gái có vẻ bị sợ nên không ai dám nhúc nhích. Trong bóng của họ đã sớm thích nghi với môi trường xung quanh. Ánh lửa lay động những cái bóng nhảy múa tùy ý, những khúc gỗ cháy bập bùm như thể đang đệm đàn cho điệu nhảy của bóng. Cái văn tả cảnh này tả rất là chi tiết luôn. Cảnh tượng trước mắt khiến nhớ đến trò chơi bóng tối mà là rất thích khi còn nhỏ. Trong nước tưởng tượng như trò chơi cái bóng, ta lại thấy buồn ngủ. Vậy thì ngủ chứ vậy. Dù sao những con cừu nhỏ này có lưỡi đi nhìn, không cần phải lo lắng gì cả. Tôi có chút bất an khi ngủ còn ôm hiệp đi đau. Nhìn ngọn lửa bập bùng, mí mắt ngày càng nặng dần và chìm vào trong giấc mộng. Tỉnh dậy đừng có nói có biến gì nghe. Luôn, dậy đi. Lưỡi bắt đầu kêu thôi. Tôi mở mắt ra, hai canh giờ trôi qua nhanh vậy sao? Hình như ngủ ít quá, không mơ thấy gì cả, thậm chí càng thấy càng ngủ, càng thấy buồn ngủ hơn. Hai canh giờ à? À hồi lưỡi. Lưỡi đốt hết hơi bó cũng gần hai canh giờ rồi, bọn cùng con ổn chứ, chúng đi ngủ rồi. Tôi chỉ vào cái giường gần đó. Lũ cụ con thì nằm trên giường gần bên đống lửa trại. Tí Nhi, Hồng Như ôm nhau, Quỳnh Hoa và Thử Câm cũng nằm trên hai chiếc giường bên cạnh. Chúng đều bị chói, xem ra là không chạy được. Rồi, tiếp theo là đến ta, ca của ta. Ta gật đầu, ra hiệu cho lưỡi. Đồng thời đứng dậy vận động một chút để tỉnh táo hơn. Lưỡi thấy ta đứng dậy bắt đầu tìm một cái giường ngủ xuống. Thằng này nằm xuống ngủ liền luôn. Hồi nãy nó ngồi dựa vào gốc cây nó cũng ngủ cái một dễ ngủ ha. Hắn ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc ta đã nghe thấy tiếng gáy của hắn. Tiếp theo là chờ trời sáng. Đây thực sự là một công việc rất vất vả, mỗi ngày ngủ 2 canh giờ kéo dài hàng chục ngày. 2 canh giờ là mỗi ngày ngủ có 4 tiếng đó. Anh em bình thường ngủ 4 tiếng là đã khó rồi, còn phải đi đứng liên tục trong cái môi trường rừng rậm nữa là rất là khó luôn. Nói vậy những con cừu nhỏ này có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều. Suốt chặng đường này chúng có thể ngủ 4 canh giờ. Đến nơi chúng sẽ được gả những con cừu béo nó mua đi. May mắn chúng có những con cừu béo có thể để mắt tới, có thể được nhận làm con nuôi. Ngay cả khi không may mắn hoặc làm nô tỳ trong cái thời buổi loạn lạc này cũng tốt hơn là những cái kẻ lưu manh trộm cướp như chúng ta. Nếu như vậy việc này cũng coi là việc thiện, đừng có tự dối lòng nữa bạn ơi. Lúc ta suy nghĩ lung tung, ta thấy một tiếng động lạ. Mọi quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động trong ánh lửa, một con cừu nhỏ đứng dậy. Sao ngươi lại đứng dậy? Ta hỏi đứa con. Nói không nói, cũng nhất định không phải nói. Đói à? Ta lại hỏi. Nàng lắc đầu, nàng muốn đi vệ sinh. Gật đầu. Vệ sinh, ta nhíu mày. Nửa đêm muốn đi vệ sinh, có thể là thói quen không tốt. Nàng muốn đi lúc này hình như cũng không dễ dàng, dây thừng trên người này còn nói với những con cừu khác, muốn đi thì chắc chắn sẽ làm phiền những con cừu còn lại, thậm chí có thể làm phiền đến cả lưỡi. Nhưng nếu đi gần đó thì cũng thể không ổn, có thể xung quanh sẽ bốc mùi rất là hôi, nếu để làm như vậy còn sau khi ngủ thì có thể sẽ lại làm như vậy lần nữa. Được rồi, ta sẽ tạm thời là cởi trói cho ngươi, ngươi ra bờ hồ tự giải quyết, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có làm thêm chuyện gì khác. Ta dùng điệu lạnh lùng dẫn dò. Ngoan ngoãn gật đầu. Có bề không ta? Ta vòng ra sau lưng ả, cẩn thận từng tí nút thắt, mất một lúc mới cởi chói được. Đi theo ta, đến bên đống lửa chạy nhằm một khúc củi khô chưa cháy, trong lửa làm đốt soi sáng rồi đi về phía trước. Cô ta dường như rất sợ lại cường, một tay nắm chặt cúc áo, một tay đi theo sau ta. Khi xuống dốc, cô ta ngã vào lưng ta. Dựa vào lưng ta để cơ thể không ngã, chúng ta dẫm lên những cành cây khô và lá rụng, hất những chiếc đá trắng trước mặt ra, cuối cùng cũng dẫm được lên đất mềm. Chúng ta đã đến bên bờ hồ, cái này là cục đá à. Đẹp quá ha, đúng là phong cảnh hữu tình của Trung Hoa đại lục luôn. Có sương mù, có đom đóm, có biển, có sông. Bên hồ có một đám lau sậy cao, lòng sông ẩm ướt, rất thích hợp để đi vệ sinh. Đây chính là nơi có gió hội xuống người chạy, cứ đi vệ sinh ở đây đi. Ta nói và chỉ vào cái hàng cây bên cạnh, tôi ra ngồi xuống. Cái quần thì lại đứng dậy, nhìn ta ánh mắt hơi bối rối. Ồ, con bé này có vẻ là hơi ngại ngùng, nó không muốn nhìn. Được rồi, nó có vẻ khá hiểu chuyện, ta cũng tôn trọng suy nghĩ của nó. Vì vậy ta quay lưng lại đứng về phía nó, một lát sau nghe tiếng sột sột, có vẻ như nó đang cởi quần rất chậm, có vẻ ta vừa lo quay lại nên rất là do dự. Một đứa trẻ 9 tuổi mà lại nghĩ nhiều như vậy. Khi ta 9 tuổi, ta có để ý ai xung quanh khi đi tiểu không? Con gái nó thường là phát triển tư duy sớm hơn con trai là khoảng 2 đến 3 năm, nhưng mà 9 tuổi thì nó còn nhỏ lắm. Mà con bé này cũng chưa chắc nó 9 tuổi nữa, cái thằng lão Tam nó hỏi như vậy thôi, chứ cũng đâu có biết đâu. Nói như vậy thì cũng đúng. Cái gì đó? Một cơn gió lạnh thổi qua khiến ta hơi gáy lạnh tót. Hai tiếng bước chân vội vã truyền đến từ phía sau, có người đột nhiên tiến đến. Ôi, ta đột ngột quay đầu lại, mũi dao sáng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Tiểu Miêu cầm trong tay một con dao găm chỉ to bằng lòng bàn tay, giơ lên đâm lén, mũi dao đâm thẳng huyết hầu ta, bóp nàng bay theo gió. Bên dưới đó ta thấy một đôi mắt đầy sát khí. Nàng lấy dao đâu ra? Cái dao này là của cái thằng lưỡi. Tại sao nó muốn giết ta? Đầu óc trống rỗng, chán thót mồ hôi. Trong cái giây phút sinh tử này mà mình vẫn suy nghĩ được như vậy.
tượng tấn công bất ngờ khiến ta không kịp phản ứng. Phải làm sao? Quay lại. Phải tránh được con dao, nhất định không được hoảng loạn. Càng nghĩ là nhiều chuyện, chỉ muốn tránh qua con dao liền vội lui về phía sau. Nhưng ta phát hiện ra một chuyện bờ sông. Hoặc là cái gì đó. Đó thấy không? Ta vội vàng lùi lại, bước chân không vững. Thêm vào đó đây là ven hồ, địa hình nắm mức. Không đứng vững, cơ thể đột nhiên mất trọng tâm, ngã về phía sau. Xong rồi. Rồi, chúng ta phá đảo game tại đây. Ok, bye bye anh em. Ta nghe thấy tiếng động cực kỳ rõ ràng. Tiếng đầu tiên là tiếng ta ngã xuống đất. Tiếng thứ hai là tiếng cắt cổ chứ đâu. Tiếng thứ hai chính là con dao của nàng đâm xuyên qua cổ họng ta. Ta ngơ ngác nhìn này, nhìn cô gái cầm nhỏ đã giết ta. Nàng dùng hết sức vào con dao, dao đó cắt cổ họng ta làm đôi đâm xuyên qua. Ta không thấy biểu cảm ẩn dưới mái tóc của nàng, nhưng ta thấy hàm răng nàng sắp vỡ bụng. Nàng hẳn đã dùng hết sức lực mới có thể làm được cái chuyện này. Máu không ngừng chảy ra từ cổ, ta muốn dùng sức vùng vẫy nhưng thấy cổ mình bị đâm như thế này, vùng vẫy cũng là vô ích. Cô nàng này, tại sao nàng muốn giết ta? Ta không hiểu. Cảm giác chết chóc xuyên suốt cơ thể, dần dần trôi đi sức lực, nhiệt độ cơ thể của tôi. Tôi mang theo những câu hỏi không có lời giải, từ nhắm mắt lại bước vào cái chết, kết cục chết dưới đường đạt được cái thành tựu bị giết bởi con mèo. Ending by Cartoon. Rồi phá đảo con game, game thời lượng rất là ngắn nha, anh em thấy chất lượng game thế nào? Gục cổ lao vào. Nếu là người thường có cơ thể đã mất mạng vì đòn tấn công bất ngờ của nàng. Tuy nhiên nhiều năm kinh nghiệm đếm máu trên lưỡi dao để giúp ta nhanh chóng phản đòn. Cái này là tôi chưa có gặp tình hình tôi mới lùi thôi. Mấy này nó kinh nghiệm nó sẽ lao lên. Trước tiên ta phải bình tĩnh đối mặt với lưỡi dao. Ta không đưa tay lên đỡ cũng không vội né tránh, cố gắng giữ thân bằng. Cổ thì hơi gục lại, hơi cúi người tránh một bên để cơ thể tránh khỏi mũi dao rồi đâm thật mạnh vào người này. Dạng em néo qua mà dùng cái đòn đẩy vai á. Nàng bị ta đâm trúng mất thăng bằng, giơ cánh tay lên. Nàng không đứng, không đâm trúng ta, con dao đâm hụt. Thấy vậy ta tâm hơn đôi chút, tiếp tục lao về phía trước. Đột nhiên lao tới như một con sói hổ, một con sói đói vồ lấy con hổ trắng, đẩy nàng ngã vào cái đám lao sậy bên bờ hồ. Từ từ. Sơ đồ luôn. Đàm mình nãy giờ mới đi có 2 chương đó hả? Game này nó còn rất là dài luôn nha. Mới có 5% mà. Tôi chơi khoảng là 50 phút 1 tiếng gì rồi. Chống cự hai em. Giờ mới thấy mặt nhân vật chính của ta. Xẹo dít đầy anh nha. Ta đè nàng xuống. Chân phải ta đè lên eo nàng. Chân trái đè lên một tay này. Tay phải ta nắm lấy chặt lấy cổ tay cầm dao của nàng. Tay trái thì bóp cổ. Thấy rồi không cần miêu tả chi tiết gì đâu. Nàng đâm không chúng ta, con dao rơi khỏi tay, nàng đang bực lộn để nắm lại con dao, ta lập tức phản ứng, đè tay nàng xuống. Lúc này hành động của nàng hoàn toàn bị ta khống chế, không thể cử động. Luôn, khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của ta trở nên tàn nhẫn như một con sói đói điên cuồng, gầm gừ nàng bằng giọng nói rất là trầm thấp. Đồng thời ta đè nặng lên người nàng hơn, tăng thêm lực kéo cánh tay nàng gần như bóp nát cánh tay nhỏ, nhỏ như cành cây của nàng. Bình tĩnh anh ơi, lo đi đáng tiền lắm đó, 100 lần đúng anh. Khụ, nàng đột bị ta bóp chặt cánh tay, một bộ trọng lượng đè lên cơ thể có chút không chịu nổi, đặc biệt là cánh tay phải của nàng đã bị đầu gối của ta đè dữ dội, xương gần như sắp gãy. Đây là bóp con dao găm chụp khỏi tay nàng rơi xuống đất. Tiếp theo mọi chuyện khiến ta vô cùng kinh ngạc xảy ra. Tưởng nói chuyện nha. Đau, tha mạng, thấy không? Romia. Phía mắt nàng đẫm lệ, quần mắt ửng hồng, vừa khóc vừa sầu cầu xin ta. Nó mới 9 tuổi à. Có khả năng là 9 tuổi rồi nha, mà nó giả câm một thời gian dài, mấy thằng này không biết luôn. Đúng là rất có cái tâm tư luôn á, lên kế hoạch giết mình nữa chứ. Con câm này, vậy mà nói lại nói được. Giờ không còn kêu tiểu tâm, tiểu gì, tiểu câm nữa nha, gọi là tiểu miêu. Wind Demon nữa. Chuyển hóa ác quỷ nè. Sao ngươi nói được, thì nó có bị câm đâu, nổi đi hỏi con á. Ngươi không phải bị câm sao? Không, vừa mới hết câm đó anh. Ta ngay người nhìn cô nàng câm đang bị ra đè ở phía dưới. Nàng vậy mà lại nói được. Khóe mắt nàng động lệ, mặt đỏ bừng, bị ra đè đến mức thở không nổi. Dù vậy nàng rồi lại nói ra lời cầu xin ta tướng từng chữ từng câu rất rõ ràng. Phải chăng nàng đã bị ta dọa sợ đột nhiên có thể nói được? Đúng rồi đó anh. Anh tư duy đúng luôn. Đầu game anh thông minh bao nhiêu giờ IQ của anh nó số âm số nhiêu rồi. Ta chưa từng nghe thấy người câm có thể được chữa khỏi. Đủ qua này chắc chắn từ đầu đã có mưu đồ xấu xa. Cố tình giả câm để giảm sự cảnh giác của những người khác xuống. Ngươi giả câm có mục đích gì? Còn nữa, con dao này từ đâu ra? Thằng lưỡi bây giờ không biết còn sống nữa.
Tao quát lớn khi cha hỏi nàng, đồng thời nhìn phía con dâu găm vừa gơ cái tay nàng. Ông sắp đè chết tôi rồi, tôi không nói được. Cô găm tiếp tục cầu xin. Nhìn nàng, một hơi sâu. Ta dùng tay nhặt con dao găm mà nàng đã đánh rơi trên mặt đất. Tay trái kẹp lấy cánh tay nhỏ của nàng, tay phải cầm lấy con dao găm, dí sát vào cổ. Từ từ đứng dậy, khóa chặt ánh mắt vào nàng, kéo nàng đứng dậy khỏi mặt đất. Đau quá, chân bị đè nước đau, không đứng dậy nổi. Nàng đứng dậy khỏi mặt đất, lảo đảo đi vài bước mới đứng vững, trông như trước nay mới là mới sinh nên lập đi. Giống này con ấy hả? Ganh con, trả lời câu hỏi của ta. Ngươi, hắn, mẹ, tại sao dám câm điếc, là sao? Ta nhìn dầm dầm vào nàng, từng chữ một, từ kẽ răng, thốt ra một câu mệnh lệnh lạnh lùng, đồng thời ấn con dao găm vào cổ nàng. Lúc này, ta đang cơn tức giận, vừa bị nàng ám sát bất thành. Thật ra, nó ám sát thành công một lần rồi đó anh ơi, anh vừa mới chuyển sinh ở một cái vũ trụ khác đó. Con ganh này, chắc chắn là muốn giết ta lúc nãy, nếu nàng không giải thích rõ ràng, có lẽ ta đã thực sự cắt cổ nàng. Từng giết ta sẽ nói. Trước đây, ta giả vờ câm điếc, là sợ bị tên Võn Tam nhận ra. Lão Tam hắn là kẻ buôn người, ta sợ hắn hỏi nhiều sẽ nghi ngờ nên cứ giả vờ câm điếc cho xong. Giả vờ câm thôi, không có điếc nha. Ngươi sợ hắn nghi ngờ làm gì? Ta muốn giết yêu heo, không thể để cho hắn nghi ngờ. Yêu heo? Yêu heo? Nghe đến từ này ta thấy rất là nguy hoặc. Yêu heo là gì? Tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Lương gia, thật ra lão Tam đã lừa ngươi và Hương gia. Tin được con này không ta? Để coi nó nói cái gì rồi mình mới quyết định là có tin được nó không. Con này nó cũng lương, cũng giống lương đó. Cái người không phải đưa chúng ta đến chỗ nhà phú quý mà đứng đưa chúng ta đến chỗ yêu heo để làm người nóng. Tức là dạng như đưa mà con bé này đến chỗ quái vật để mà hiến tế đó. Vậy cái nhà trọ cái thằng lão Tam nó sắp xếp vô mình cũng hơi nghi nghi nha. Người bán chúng ta đến đây chưa? Chúng ta sẽ bị yêu heo ăn mất. Nàng nói với ta với giọng khóc nức nở đầy lo lắng, ta hơi sửng sốt. Ta vào lưỡi, vậy với đơn những chưa đứa con này đi làm người gao là đồ ăn hiến tế hay gì? Ta biết ý nghĩa của người gao, dùng để chỉ những người bị ăn thịt. Hồi nhỏ nó chính là thời ta thấy tỉnh, lần đầu tiên nghe thấy từ này, ta đã cảm thấy rùng mình. Nhưng mấy năm trước, vùng đất hiểm tây xảy ra nạn đói. Một số nơi xảy ra nạn đói nghiêm trọng đến mức đã bán cả con gái đổi lấy đứa thương thực. Một số gia đình thậm chí còn bán cả thiếp để đổi lấy tiền. Tháo rời các bộ phận trên cơ thể của thiếp để bán, nghe có vẻ không phải là giả. Những chú cừu non bị ta đưa đi vậy mà bị đưa đến cho một con yêu heo nào đó để làm người gao. Tại sao? Ở Lạc Dương có một con chư yêu ăn nặng hàng ngàn cân, bản tính thích ăn thịt người. Hắn có tu vi ngàn năm rồi. Vậy là nãy giờ không phải nói bóng nói gió gì hết. Mà là nói thẳng luôn là trong cái bối cảnh vũ trụ này có yêu quái. Hắn có thể phá thân hình người chưa bách giới hả? Đối với người ngoài hắn là người giàu có nhất ở Lạc Dương, nhưng thực ra hắn ta là một yêu quái vô ác bất tác. Tức là làm chuyện ác là không nghĩ đến thị phi luôn. Cả nhà ta sống gần Lạc Dương, cha ta là tá điền trồng trọt yêu heo. Có lần hắn đến nhà ta xem đất, thấy chị ta liền nói cha ta muốn nạp chị ta làm thiếp. Cha ta sợ hắn nên đồng ý. Không lâu sau tỷ tỷ mất tích. Sau khi đi hỏi thăm tình hình của tỷ tỷ, họ nói tỷ tỷ trộm đồ rồi bỏ trốn, không tìm thấy người. Ta không tin tỷ tỷ sẽ trộm đồ, cả ngày khóc lóc nói muốn gặp tỷ tỷ. Cho đến một ngày, ta mơ thấy tỷ tỷ nói nàng bị yêu quái ăn thịt, hy vọng ta báo thù cho nàng. Nàng còn nói khẩu vị của yêu quái ngày càng khó tính, sau này không chỉ ăn phụ nữ mà còn ăn cả trẻ con. Báo mộng hả? Tin được không ta? Tỷ tỷ còn nói với ta, yêu quái bắt tên là lão Tam ở Hoa Châu làm người buôn người, đưa trẻ con cho hắn, bảo ta tìm cơ hội báo thù cho nàng. Báo mộng mà nói chi tiết như thế này là tôi nghi lắm nha. Ta lặng lẽ nghe nàng kể xong suy nghĩ một lúc, không đáng tin lắm. Những gì nàng nói về người giao, ngay cả ta là một tên cướp cũng thấy là mất hết lương tâm. Mà tất cả những điều này lại là cho một con yêu quái tu luyện ngàn năm. Tất cả những gì nàng biết đều nhờ là tỷ tỷ báo mộng cho nàng mà biết. Thật sự không đáng tin lắm. Ngươi giả vờ câm điếc, cố tình để tên lưu manh bắt cóc, chỉ muốn tìm cái cơ hội tiếp cận là cái tên chưa yêu đó. Ta lạnh lùng hỏi, cô bé cầm gật đầu. Ngươi tưởng ta sẽ tin vào cái lời ngụy biện của ngươi sao? Chưa yêu ăn thịt người, chỉ gái báo mộng, đừng có mà nói vậy. Con bé này đúng đầu nó nói nó ở Lạc Dương là kế bên cái ông đó luôn. Vậy đâu cần nó phải làm vòng chuyện như thế này. Đi một tháng mấy trời qua bên đây. Rồi sau đó từ bên đây đi ngược về bên Lạc Dương một lần nữa. Nghe điêu lắm nha. Ta không biết đứa trẻ tôi xét như ngươi sao lại nói được nhiều lời lối dối trá như vậy. Ngươi thực sự muốn giết chưa yêu? Tại sao lúc nãy lại muốn ra tay với ta?
Nếu ta không chết, không ai đưa đi gặp chư yêu, ngươi sẽ báo thù cho chị gái bằng cách nào? Đúng rồi đó. Không cần nhắc đến những chuyện hoang đường như chư yêu ăn thịt người và chị gái báo mộng. Tao vừa nói vừa nhanh chóng tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng. Mặc dù lời nói có thể giải thích tại sao nàng giở vờ câm điếc mang theo dao găm, nhưng lại không giải thích được tại sao lúc nãy nàng muốn giết ta. Lẽ thường của nàng căn bản là không đúng. Vì đồ ghích, nếu ta chết, ai sẽ đưa nàng đi ám sát chư yêu? Quả nhiên, tiểu câm bị ta hỏi như vậy, không trả lời được, cúi đầu không nói gì nữa. Ta thấy nàng không nói gì, nghi ngờ nàng nhiều hơn, bắt đầu ngờ vực những lời nàng vừa nói đều là dối trá. Để làm sao? Giết nàng? Giết con ganh nói dối liên thiên này sao? Hay là gọi lưỡi dậy bàn bạc với lưỡi xem xử lý như thế nào? Gọi thằng lưỡi dậy là có chuyện, cái thằng đó nó không có não đâu. Nó không có não mà máu nó nóng nữa. Ta mím môi suy nghĩ, ngay lúc này đột nhiên nhìn thấy giọt nước mắt to như hạt đậu, rồi nước mắt phụ nữ bên nàng, nước mắt rơi trên mặt nàng rơi xuống giống như gièm trâu đứt dây. Bởi vì ta rất sợ, ban ngày thương gia không phải đã nói rồi sao, nếu chúng ta không nghe lời sẽ lột da ăn thịt chúng ta. Ta tưởng các ngươi cũng là chưa yêu, càng nghĩ càng sợ, tôi rồi nằm mơ cũng thấy ác mộng. Ai lồng tiếng mà nghe khá là hợp dễ luôn. Con bé này nó như là nghệ sĩ nhân dân vậy á, không tin được đâu. Tôi không có tin đâu. Lúc nãy ta giấu con dao trong mà áo váy, lão gia nhìn ta đi vệ sinh, ta sợ. Lúc cởi ra, người sẽ thấy con dao. Lão gia quay lưng đi không nhìn, nhưng nếu lần sau nhìn thấy, người chắc chắn sẽ biến thành yêu tinh, thành thịt ta. Nó nói cũng có logic đó chứ. Ta sợ rồi, không biết phải làm sao, đành nhẫn tâm, nghĩ đến chuyện đâm lão gia. Lão gia xin lỗi, ta không dám nữa đâu. Cô nàng lau nước mắt khóc nức nở, vừa khóc vừa xin lỗi ta. Đêm hôm nghe cái tiếng này lớn, người ta hiểu lầm chết, để nhỏ nhỏ lại. Tuy nhiên, ta vẫn muốn hỏi cô một chút. Ngươi nghĩ đúng rồi, chỉ cần ngươi có dao, bất kể ngươi nói gì, ta cũng sẽ nghi ngờ ngươi. Huống hồ ngươi dùng dao đâm ta, thì bất kể ngươi nói gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Ta gầm giọng lên, cầm lấy con dao của ả, đưa lên cao, làm động tác như muốn đâm. Đừng ra, đừng giết ta, ngươi không được giết ta. Ta không dám nữa, ta không dám nữa đâu. Ta sẽ làm. Tha cho ta một mạng lương gia, sau này ta lớn lên sẽ kiếm tiền bồi dưỡng ông, nuôi ông ăn không ngồi rồi, xây miếu thờ ông, đúc tượng vàng. Nghe nó năn nỉ mà động tâm luôn. Cô nàng sợ đến mức chân mềm nhũn, khóc như mưa, cả khuôn mặt lập tức tràn ngổ nước mắt, nước mũi cũng chảy ra, nói năng lung tung. Hoảng sợ liền bỏ chạy giống như một chú heo con sắp được giết, vừa ngồi thụp xuống vừa đập chân. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như đứt quãng. Rồi được rồi ông ơi, đừng có dọa nó nữa. Nếu không phải ta giữ chặt ả đã ngã xuống đất rồi. Ban đêm ánh sáng quá tối không nhìn rõ, nhưng bộ dạng sợ hãi đến mức tê liệt của ả khiến ta cảm thấy đứa nhóc này nếu bị dọa thêm nữa có lẽ sẽ thèn cả quần. Bạn mới đúng chứ. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không hiểu sao ta lại an tâm hơn. Nàng vẫn luôn hành động quá mức biết điều, cộng với lời nói rất là lưu loát khi nãy khiến ta rất là bất an. Tuy nhiên lúc này nàng sợ hãi biểu hiện ra dáng vẻ khóc lóc đúng với độ tuổi của nàng, cộng thêm hành động nàng cầm dao đâm vào cổ ta vừa rồi không giống như là một người quen dùng dao. Nó vừa xiên chết ông một mạng ông ơi, trừ phi ta vừa rồi trọng tâm không vững ngã xuống đất, nếu không nàng tuyệt đối không thể giết được ta. Ta suy nghĩ một hồi, giảm bớt sự cảnh giác với nàng, cũng không muốn ta cũng không còn muốn giết nàng nữa. Đứng dậy, ta rất dao găm đi rồi kéo nàng đứng dậy, sợ hãi nhìn ta vừa đột nhiên ta tha mạng cho nàng nhưng vẫn khóc rất là nức nở. Lần này tha mạng cho ngươi. Cảm ơn lương gia, tao biết lương gia không phải yêu quái, là người tốt, tốt hơn khỉ em ơi. Tao không phải người tốt gì đâu, đúng rồi đó. Thằng này nó có khả năng là tự nhận thức bản thân rất là tốt nha, với cái tình hình xung quanh nó nắm bắt cũng rất là tốt nữa. Có máu thâm tử hết á. Đêm nay, tao không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, mặt ta lạnh tanh. Thành công, vốn đang yên tâm vì thoát nạn nhưng biểu cảm đứng đờ trong nháy mắt. Ngươi quay lưng lại với ta, tao lạnh lùng ra lệnh. Nàng làm theo, cứng nhắc quay người đi, đừng làm gì. Không muốn phạt ngươi. Bởi váy của ngươi ra, ngươi sẽ biết. Tẩy ra, ngươi không nghe lời ta sao? Ta gầm gừ một câu. Giọng nói đớn hơn, khiến thân nàng lại rung lên bần bật luôn. Ta không muốn cởi, không cởi thì ta giết. Cuộc ngươi muốn làm gì? Giọng nàng run run, ngươi không thể không muốn làm vậy. Ta có chút nghi hoặc, trong lòng đột nhiên đã dấy lên một ngọn lửa. Đừng có nói nó giấu một cây dao nữa nha. Nó giấu một cây dao nữa là con này đúng là chúa lương luôn á. Con nhóc này cũng chuyện thế. Ta nói không giết nàng, hơi phạt nàng cũng không chịu, đây là muốn được càng chân lân nàng đầu à? Vậy đừng ép xốc váy nàng lên. Con trai đừng có nói con trai nha. Lương gia, người không thể phạm pháp.
Cha nó nói với ta, pháp có quy củ, ấm dâu đủ 12 chủ trở xuống chẳng quyết. Ta chưa đủ 12, người già hãy nghĩ đi. Ta sững sờ, động tác kéo váy nàng cũng dừng lại. Ta còn ngờ đứa con hoang này đã nghĩ như vậy. Ta bảo nàng quay người lại, cởi váy ra, thực chất là muốn đánh nàng. Ta muốn chặt ngọn dao dậy bên cạnh, đánh vào ông nàng vài cái, đánh cho mông nàng ba vệt đỏ mới gọi là hả giận. Nhưng không ngờ đứa con hoang này lại được tưởng ta muốn làm chuyện nam nữ với nàng, không phải lo ly con đâu cháu ơi. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của ta như trẻ con, còn nàng như người lớn. Cái câu này thấm nha. Điều này khiến ta có một cảm giác đảo ngược kỳ lạ. Cảm giác này khiến cho tâm trạng vốn dĩ phân nộ của ta trở nên bối rối hỗn loạn và càng thêm bất mãn. Ta phải làm sao để cho nàng một bài học. Giỏi gì nữa mới giỏi không mà. Nói với tôi đánh luôn. Ta cũng muốn giải thích thêm, cũng không muốn nói nhời vô nghĩa. Cứ đánh. Ta cầm lấy con dao găm mà nàng vừa cầm, cắt một đoạn gai bên đường, giúp ta rút dao. Nàng nhắm mắt lại bị ta làm cho giật mình. Cắt một đoạn gai, ta dùng tay đôi chiều dài của đoạn gai, dùng nắm tay thử đôi giày của đoạn gai. Mấy đứa học sinh trốn học đi chơi game mà. Vừa rất là vừa vặn, đoạn gai này rất thích hợp để đánh nàng ta. Người định làm gì vậy? Tất nhiên dùng cái này đánh vào mông ngươi rồi, một đứa trẻ. Vừa rồi ngươi nghĩ đến đâu, ta sẽ phạt phạt thật nặng. Cái đoạn hồi nãy mà phát hiện ra con bé là con trai là tôi nghĩ game luôn á. Đưa ra, mình muốn đánh mông ta sao? Vậy đánh đi, nhưng đánh nhẹ một chút được không? Con này nó còn thanh mỹ nữa. Chưa từng cởi váy thì để ta cởi. Ta cởi, ta cởi. Chú cầm như chạy trốn về phía trước, hai tay kéo bên váy quần, vội vàng đưa ngón tay luồn ra, cởi váy ra. Ánh sáng rất tối thì bụi đâu sảy rất cao, ta không nhìn rõ được chi tiết. Nhưng ta thấy nàng da của nàng, họ lẽ hé lộ ra trong bóng tối. Ta đã cởi rồi, đánh nhẹ một chút được không? Ta không muốn nói nhảm nữa. Được rồi, bắt đầu. Ta giơ tay cầm đôi mây quất mạnh vào mông nàng. Ây da, chết. Sao đánh thẳng tay như vậy? Phát nữa. Đỡ da, không dám nữa, đừng đánh nữa. Bà phát. Khóc. Khóc nữa rồi. Đau quá, đau quá. Nàng dùng tay lau khuôn mặt lên lướt nước mắt, kéo váy của anh và buộc lại dây quần váy. Ta đánh bà rồi, da chỉ còn mỏng manh, trong nàng chỉ còn da bọc xương, càng không chịu được lực. Ta sợ còn những thân gân cốt của nàng nên dễ ảnh hưởng đến việc đi lại trong những ngày tới nên rất là nương tay. Chắc chắn sẽ để lại ba vết tỏa trên người. Ta tạm thời ghi nhớ mạng của ngươi. Ta giữ bí mật chuyện của ngươi tối nay, dù sao nếu cái lưỡi chưa biết được những chuyện này của ngươi, chắc chắn sẽ ăn tươi nước sống nhà ngươi. Trên đường đi, ta để mắt đến ngươi nhiều hơn. Nếu ngươi còn dám mà động cái tâm tư xấu xa lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Bỏ mỏi giới lực, không giết trẻ con. Con bé này chưa chắc nó là trẻ con đâu. Trên đường trở về, mong nàng bị đánh đau, đi khập khiễng, nàng đi trước, ta đi sau giống hướng nàng. Đồng thời hỏi nàng một số câu. Ta suy nghĩ kỹ càng, thấy ngươi không giống 9 tuổi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Cái câu mà quan tâm từ đầu game đến giờ nè, 18 nha cháu, 16 cũng được nữa. 11, sinh năm Thiên Khải, nguyên thiên của tuổi Dậu. Trong ngươi nhỏ hơn nhiều, cao ngang những đứa trẻ 9 tuổi, ta ít nên lùng. Tên gì? Mãn tuệ. Kêu bằng Miu đi, nàng dừng lại một chút rồi nói ra hai chữ với ta. Cái chữ mà vốn nhã rồi vốn nặng đó, phát âm là đúng chẹo lưỡi luôn á. Biết thế nào? Không biết biết, chỉ biết tệ là một cái tên để ăn. Cha mẹ ngươi thật sự phá điền sao? Thật mà, đến thành là Dương, ngươi có thể đi ra. Nếu những người này là giả thì sao? Nếu là giả, cả nhà ta không được chết tư tế. Không cần ngươi thầy đọc, ta sẽ hỏi nhiều hơn trên đường, xác minh những lời ngươi nói. Ta vốn không thích bị lừa, nếu ngươi thật sự lừa ta, ta sẽ giết ngươi rồi giết cả nhà ngươi. Ta lạnh lùng cảnh cáo này, sau khi nghe ta nói giết cả nhà, thân hình nàng cung lên, không dám nói gì nữa. Có thể là bị dò sợ, cũng có thể là mệt. Hoặc là không còn sức để nói nữa. Nàng lặng lẽ bước đi với mặt cúi đầu, không để ý đến ta. Ánh trăng kéo dài bóng nàng. Từng bước đi qua khu rừng trên núi, bắt đầu lên nhạc rồi. Nghe đúng là thấm luôn á nè. Để tôi mở tiếng game to lên. Từ phía sau bóng nàng nhỏ bé như cô đơn. Hơi lớn quá vậy. Từ phía sau bóng nàng nhỏ bé như cô đơn như một con thú non đơn độc. Bản tệ, tệ là cái ăn. Ta là thầm niệm tên nàng trong lòng. Cái tên này giống như gửi gắm một số hy vọng của gia đình nàng về việc trồng trọt. Có lẽ tất cả những người trồng trọt đều mong ngóng cánh đồng của mình đầy ắp những bông hoa lúa. Đột nhiên những hình ảnh liên tục ùa về trong đầu ta. Ta như thấy một cánh đồng lúa mênh mông vô tận, ánh nắng chiếu xuống cánh đồng, những bông lúa nối liền nhau như một bờ hồ vàng. Bắt đầu văn tả cảnh nha, đọc rất là thấm luôn. Một cơn gió lớn thổi qua, mặt hồ nổi sóng, có cả sóng và gió. Người của nhà của nàng nắm tay nàng chạy trong gió và sóng. Nàng cười ngã vào biển vàng, cười rất vui vẻ. Hồi xưa mà làm nông chỉ có muốn đơn giản như thế thôi. Năm một
1626, quê nhà. Bây giờ nói về cái quá khứ bé này hả? Ta biết tại sao cha này là tên ta là Mãn Tệ. Cha ta là nông dân, trồng 15 mẫu ruộng. 15 mẫu ruộng này đều trồng lúa mì. Mùa xuân lúa mì xanh, mùa hè lúa mì sẽ biến thành màu vàng đẹp đẽ. Khi mùa hè sắp qua, cha sẽ đi gặt lúa mì. Lúc đó ta sẽ đi theo sau cha từng bước một. Cha hy vọng năm nào cũng được mùa, hy vọng lúa mì có thể nở rộ khắp cánh đồng. Sau khi có ta trong nhà, liền đặt tên ta là Mẫn Tệ, còn ngày thường gọi ta là Tuệ Nhi. Đẹp quá hả? Mèo ngoan, mèo ngoan. Mèo nè. Miu. Ta ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, nó được vuốt cầm thoải mái ngẩng đầu lên, lim dim mắt đừ gừng. Ta nhìn bộ dạng con mèo, không nhịn được khẽ cười. Trước đây trước cửa nhà ta luôn có một con mèo nhỏ không biết từ đâu đến. Một ngày nọ lang thang đến làng chúng ta. Lúc đầu nó lên quanh gần đầu làng, cha ta nói có một ngày sẽ bị đồ đệ giết thịt. Ta không yên tâm liền dụ nó về nhà. Ta không có ý nhốt nó, mỗi ngày đều mặc kệ nó chạy tới chạy lui. Tuy nhiên ta thường cho nó ăn nên nó hầu như không đi xa, lâu dần trở thành con mèo ta nuôi. Mèo con, mẹ ngươi đâu? Bị thằng đồ tể. Tao vuốt ve mèo. Ông nào lồng tiếng con mèo quá vậy? Mèo con kêu một tiếng với ta. Ta không hiểu lời nói đó, nhưng đoán có lẽ nó sống lạc mẹ lang thang một mình rất lâu. Ngươi thích ăn gì nhất? Ta nghiêng đầu hỏi. Lồng tiếng con mèo không được nha. Con mèo kêu lên một tiếng. Ta không hiểu được lời nó. Đi tìm chút đồ ăn cho ngươi. Ta không hiểu tiếng mèo, chỉ cười cười nhẹ nhàng vỗ đầu con mèo rồi đi đến bên hiên, một cái chum đất nhỏ cạnh cửa nhà, thò đầu chum đất, lấy ra một con cá nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây là con cá ta bắt được ở bờ sông sáng nay. Cho ngươi ăn này. Ta đưa con cá cho con mèo. Con mèo vui vẻ dùng hai chân giữ chặt con cá, liên tục dùng lưỡi liếm lên. Lúc này, nhờ ngồi vuốt ve nó, tay ta đặt lên sống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông, rất ngoan, đâu vuốt thế nào nó cũng không nhúc nhích. Tự tự nhiên, sao ngươi lại dùng cá nhỏ cho mèo ăn thế, thật là lãng phí. Cá nhỏ này ta bắt ở ven sông, cá cũng nhỏ quá, người không ăn được, chi bằng cho mèo ăn. Cá nhỏ cũng là thịt, chi bằng để cha ngươi nấu, kèm với một tí rau dại là chúng ta có thể đổi bữa. Thật là tạo nghiệp, năm nay khổ sở như thế này, mèo còn được ăn ngon hơn người. Cả nhà ta, cả năm cũng không ăn được mấy bữa thịt, đứa trẻ ngu ngược này lại dùng thịt cá để cho mèo ăn. Bên tai ta vang lên tiếng bà liên tục than phiền. Bà già rồi cũng bắt đầu lẩm bẩm nhiều hơn, bình thường bà hay than phiền với là nương nhất, sau đó mới đến ta. Là bà mẹ đó, mẹ chồng con dâu đó. Con gái rất hiếu thảo với bà, đối mặt với lời bàn hàng của bà, con bé chưa bao giờ nói nhiều, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, lầm thầm sửa chữa. Nói như vậy rất là thông minh. Nếu kể lời bà, có lẽ chỉ một câu bà nói 10 câu, giờ thấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Tính cam chịu quá ha. Sủi Nhi, đừng chơi nữa, đến giúp mẹ nào, Tệ Nhi nhé. Khi ta đang nghĩ về chuyện của mẹ, đột nhiên mẹ gọi tên ta. Đợi một chút. Nhanh đút cháo cho em trai. Giúp gì nữa, rửa rau, được rồi, con đến ngay. Vậy con bé này còn một cái thằng em trai nữa. Ta nhìn phía nương trong nhà gọi một tiếng. Mèo con, không phải cho ngươi ăn nữa rồi, người tự ăn sạch sẽ nhé. Bỏ đầu con mèo, ném con cá xuống đất. Mèo con như thể nó hiểu được lời ta nói, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Đúng là con mèo thông minh. Ta khen ngợi một tiếng, sau đó quay vào nhà giúp nương. Nương đang đút cháo cho đệ đệ. Ta cầm lấy một bó rau cỏ dại chất đống ở góc nhà, trên rễ rau dại thì dính không ít đất, ngửi thấy có mùi tanh. Để nhà không bị ẩm, rửa rau ở ngoài. Tôi bê chỗ rửa rau ra ngoài, rửa bên cạnh bà đem phơi nắng. Bà liêm đi mất, nhìn tôi là lại bắt đầu ngủ gật. Mẹ đã dạy tôi cách rửa rau từ rất bé. Tôi múc nước, từ bể nước đổ vào chỗ rau rồi bỏ rau vào. Tiên ngâm rau một lúc, cho sạch đất cát, rồi thay nước, dùng tay vò sạch. Rửa rau sạch sẽ, đưa cho mẹ xem, nhất định sẽ khen. Cái văn tả này nó quá là chi tiết luôn, nên con game này anh em sẽ thấy rất là dài dòng. Nhưng mà đọc thì giống như hệt như là đang đọc một cuốn tiểu thuyết, nó rất là sống động vậy đó. Hôm nay mùng 6 tháng 5, thật khéo ngày sinh của tôi tự nhiên cũng là mùng 6 tháng 5, sinh nhật đó. Mẹ, chị bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, vậy là 3 năm nữa có biến hả? 2 năm nhé. 8 tuổi rồi, con bé ấy thêm mấy năm nữa là đi lấy chồng, ít nhất cũng phải 6 năm nữa, đợi đến khi nó 14 tuổi, tóc có thể búi lên rồi có thể lấy chồng. Mày con thì mấy tuổi mới có thể lấy chồng? Còn là con trai, không thể lấy chồng, nói giỏi lông đường, sau này thi đỗ lấy vợ. Tôi rửa rau, nghe tiếng mẹ em trai nói chuyện trong phòng. Em trai còn nhỏ hơn 3 tuổi, năm ngoái nó mới biết nói. Con bé này là 8, thằng em trai là 5, 4 tuổi mới biết nói. Từ khi em trai ra đời, đứa con được cả nhà yêu thương nhất đã chuyển từ tôi sang em trai. Tôi ghen tị với em vì đã cướp mất tình yêu của cả nhà tôi. Có lúc tôi rất ghét em trai, có lúc tôi rất thích em. Đúng là tư duy của trẻ cái con mà, giờ gần đây có lẽ thích nhiều hơn là ghét một chút. Bỗng nhiên ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến ta sừng lên chốc lát ngẩng đầu lên. Một người đàn ông từ cánh đồng xa đi tới, ăn mặc vải thô, đội nón lá, cao lớn, khóe miệng thì luôn nở một nụ cười dịu dàng. Ai đây? Cha, trời ơi, cha mà nó miêu tả gì đó, cũng là người thân yêu quý nhất.
thấy cha ta liền chạy tới ôm, ôm chặt lấy chân nè. Ngoan nào tự nhi, ngoan nào. Giờ đóng bố đúng chát luôn ha, ngầu lòi đó. Cha so đầu ta giống như so đầu con mèo vậy. Tự nhiên đón xem hôm nay ta mang gì cho con. Ta tò mò nháy người dù hết trước, lấy ra một món đồ quý giá mà ông đã giấu rất lâu. Đốt thứ màu đỏ sẫm kỳ lạ, trông giống như quả cầu gỗ. Cái gì đây? Đây là gì đó? Khoai lang, một thứ hiếm có từ nước ngoài, ăn vào có thể trường thọ. Trời ơi. Cha lấy ở đâu vậy? Cha đã bỏ ra ít tiền để mua cái người trong làng. Hai năm nay cảnh ngộ không tốt, nhưng còn bao nhiêu tiêu tiền đi lung tung. Tỉnh đầu ăn một chút thôi mà, cố gắng chút nữa, trồng thêm đất, tiền sẽ về thôi. Cha cười giải thích nhẹ nhàng, mẹ cũng không nói gì thêm. Ta sợ cũng vậy đây. Bề mặt rất sần sùi, xem ra nhất định phải gột vỏ rồi mới ăn được. Phải đang nướng hay luộc? Con muốn ăn thử, con cũng muốn ăn. Ta nói cha muốn ăn, em trai cũng trong lòng bạn bè người dành ăn. Thứ gì lạ vậy? Ta cũng muốn nếm thử. Cả bà rồi con ngoài cũng muốn đi đến để ăn. Được rồi, ta nướng nó ngay. Đừng vội, mọi người đều có phần. Đúng là nghèo mà ấm cúng ha. Cha vừa cười vừa soi đầu ta, vừa hét lớn chúng ta, nhìn những người thân trong nhà, cảm thấy rất hạnh phúc. Ta nhìn bầu trời, không một gợn mây, muốn tìm một đám mây già giống mình, nhưng không thấy. Ta lớn lên sẽ như thế nào? Ta sau này sẽ lấy người như thế nào? Ngoài lấy chồng, ta còn làm những gì? Đi theo cái thằng mà lên lương đó, rồi xin nó. Những điều này ta đều không biết. Ta chỉ biết, ta có một nguyện vọng, ta muốn ở bên gia đình, mãi mãi. Bèn hồi ở cùng một đứa trẻ về cái bên gia đình thôi. Trò chơi bắt bóng. Sáng sớm sương mù sớm hơn lượn lờ trong núi, ánh nắng xuyên qua làn sương mù nhàn nhạt chiếu vào trại của chúng tôi. Lúc này đàn chim đã thức giấc, chúng không biết mệt mỏi kêu lên như thể nhắc nhở những đàn cừu nên thức dậy. Tôi thức trắng đi qua để giám sát tình hình xung quanh, ôm dao dựa vào gốc cây chờ bình minh đến. Tâm trạng của mảng thợ khá là tốt. Nói rằng tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tôi đưa nàng đến trại, không lâu sau nàng ngủ thiếp đi, tiếng ngáy nhỏ như sợi chỉ nhanh chóng hòa vào tiếng côn trùng kêu đêm. Có vẻ tối qua đã bị tôi đánh vào mông, nàng đau không nằm ngửa được nên nằm sắp ngủ. Nàng quanh hai tay trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, mông hướng lên trên nằm sấp ngủ, trông giống con mèo thật. Ta nhìn chầm chầm vào mảng đợi một lúc rồi cũng nhìn thoáng qua những con cừu non còn lại khác. Giữa đường ta hơi chầm mắt một chút, cố gắng ngủ với đôi mắt mở. Nghe nói Trương Phi có thể ngủ với đôi mắt mở, nhiều năm qua ta đã thử nhiều lần nhưng đều gần như đều không thành công. Đừng có thử cái trò với ông Trương Phi, với lại con mắt mở khi ngủ thì cái não nó cũng không nhận thức gì đâu. Cứ vật vả như vậy một hai canh giờ, trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh không được bao lâu, ta thấy mặt trời từ từ nhô lên cái đỉnh núi rạng sáng lưỡi cũng tỉnh dậy đi, chúng ta tiếp tục lên đường rồi. Lưỡi vừa mới tỉnh dậy được bao lâu, chưa được bao lâu đã bắt đầu húc chụp những con cừu non nữa dậy. Hắn đi đi lại lại hét vào rừng cao gõ gào vỗ gõ trên thân cây bên cạnh con cừu non, thỉnh thoảng còn chọc vào sừng chúng. Đau hỏng quá anh em ơi. Thôi chắc mà tôi mới giữ đi, mấy cái đoạn nào nói chuyện thì còn đọc. Đi được nửa canh giờ, có một con cừu bắt đầu gọi ta. Lão già có việc. Lại muốn đi về trên à? Đói bụng, ta cũng đói. Để ta lấy đường khô. Thằng lưỡi này. Đói thì kệ nó, chúng ta làm việc quy củ, mỗi ngày chỉ phát lương vào trưa và tối, như vậy mới dễ quản. Ta gật đầu, bắt đầu rút lương khô về. Không theo quy củ sẽ không hình thành cái nề nếp hơn nữa. Cái con bé nó đói là tao phải nói đi. Con bé nó nói đói tao phải đi lấy lương thực cho chúng. Nhất định sẽ là khiến lương thực không đủ như dự tính. Thứ hai cũng sẽ khiến chúng không nhận ra cái vị trí của mình đang ở đâu. Cái người nhịn đói thêm một phát nữa đi. Giữa trưa là sẽ phát luôn. Kinh nghiệm lúc trước cho biết lúc này chúng ta đã qua cái thiếu hoa sơn, tiến vào cái địa phận của hoa sơn. Giờ bắt đầu ăn, nhưng xảy ra một tình huống ngoài ý muốn. Lưỡi đi đầu đòn bỗng hét lên một tiếng, nó nhìn như thấy gì đó trong cái rừng cây, vẻ mặt kinh ngạc, ra hiệu gọi ta lại xem có biến gì ở đây. Ta đặt con dao bên hông, đặt tay lên con dao bên hông, thận trọng đi về phía trước. Chết chết, trời ơi. Có lẽ vì hắn đã chết nhiều ngày, rất khó để nhận ra cái diện mạo của hắn. Người này đội khăn tang trên đầu, mặc một chiếc áo tròn rách,
Tóc tai bù xù. Một lỗ thủng đẫm máu qua kẽ tóc. Vết thương chí mạng ở cổ, đừng có nói mình trong một thế giới khác nha. Sao lại không biết là thú dữ hay là người bị giết? Thú dữ thì nó để lại dấu vết nhiều lắm chứ, đâu phải nó cào một phát vô cổ nó bỏ đi đâu. Sẽ chết có tình trạng rất là tốt luôn, còn bị bỏ hoang cho thú dữ ăn, nên có tin xấu gần đây có giặc cướp. Tin tốt là gần đây không có thú dữ, không nhất định là giặc, cũng có khả năng là bị người đồng hành giết. Con đường chúng ta đi không phải là quan lộ, nhưng trước đây đã từng đi qua rất ít khi là gặp giặc. Liếc qua con bé ở ngoài sau lưng, con bé Tiểu Miêu nhớ về cái chuyện tối qua, có lẽ nàng đã bị ta, có lẽ là không đủ cẩn thận thì đã bị nàng cắt cổ giết chết rồi nằm bên bờ hồ rồi. Mười mấy ngày sau cũng sẽ có một đàn sâu bọ gặm xác ta giống như thế này thôi. Nghĩ như vậy tối nay lại muốn dạy dỗ nàng một trận. Nói câu này hiểu lầm lắm nha. Xem trên người hắn có gì không. Thói quen một đội sẽ chết, chỉ cần trong rừng chúng ta sẽ là ứng xử như những con sói. Sói chẳng chết con mồi, đang bị bắn chết cũng sẽ gặm xác chưa ăn hết. Lại quay về cái cảnh đầu game hả? Đúng là bọn cướp thật, chả còn cái gì cả. Ừ, có một cái gương gỗ nó nằm phía sau kìa. Bên trong là một tấm da lừa, hai tấm giấy đỡ, ba cây bút và đao khác có kích thước khác nhau, bốn hình người đã cắt sẵn nhập một đống lọ thuốc trộm. Để tôi suy nghĩ ai. Một cái tấm da lừa, hai cái giá đỡ, ba cây bút, đao khác có kích thước khác nhau, một đống lọ thuốc nhộm. À, cái trò gói bóng, múa bóng gói. Cái mà tựa đề của cái chương này hồi nãy á, dùng để diễn trò gói bóng. Từ này diễn viên à, này muốn nhặt cái đống đồ nát này à, bọn cướp cũng không thèm người nhặt về thành phố bán được mấy đồng, chỉ muốn thế thôi. Người phải để những thứ này cách xa lương khô nếu không sẽ ấm mùi. Người muốn dĩ ra chẳng có khẩu vị, giờ lại làm ta mất thêm khẩu vị. Đúng là mình có hay có thói quen lụm đồ của người chết thiệt. Bắt đầu có nhạc rồi. Chỉ có con cù câm này là khiến người ta yên tâm nhất. Thì con đó không, nó vừa mới xuyên tôi ở vài chục phút trước đâu ơi. Khi lưỡi nói con này, ta lại liếc nhìn cái con tiểu miêu đó. Xem này, ta đã lừa được hắn. Ánh mắt của nàng khiến ta rất muốn đấm nàng. Ta biết nàng giở bờ câm, biết nàng ca gian tuổi tác, biết nàng là đứa hư học nhất, đáng cảnh giác nhất. Nhưng để giữ mạng cho nàng ta không nói những điều này với lưỡi. Nói lại thì cút xuồng cuộc, tại sao ta muốn giữ mạng cho đứa nhỏ này? Mảnh đời bất hạnh thì cũng mang nhau thôi. Ta và lưỡi tuy không có tình bạn sống chết, nhưng cũng đã làm nhiều việc lâu như vậy, như tại sao lại không muốn nói chuyện với nàng ta cho lưỡi biết. Làm việc lâu á thì mình mới biết cái tính của thằng lưỡi, mà cái tính của nó bộc phát lên thì đóng chuyện lắm, nên tốt nhất vẫn là giữ im lặng đi. Mỗi lần muốn nói gọi chuyện của nàng ta với lưỡi, ta cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở ngực, khiến ta chọn cách tiếp tục giúp nàng hơn là giúp nàng che giấu mọi chuyện, rất ức chế. Vì gái thì phải bỏ bạn thôi. Chúng ta cởi trói cho con nhỏ cầm kia đi.
Lão Tam nói là cứ ngoan ngoãn, không cần chối. Lúc đầu là không tin, nhưng giờ cũng thấy con cù nhỏ này ngoan thật, không chối cũng được. Không có đâu mời, gỡ ra là tôi phải lốt game một lần nữa đó, đừng có cởi chối cho nó. Thằng này muốn cởi chối cho con bé đó để làm cái việc vặt. Cởi thì không nổi. Nói xuyên nữa bây giờ. Vẫn còn cảnh giác, đi nhặt củi cho chúng ta. Lại cái cảnh này, con game này mà mấy ông active á, lười đúng lười đúng nha. Phải chi mà đầu tư thêm một mớ hình ảnh đầu cho nó đỡ trùng lập đi. Chứ mình đi là 1-2 ngày rồi mà vẫn cái cảnh y chang như cũ luôn. Thậm chí cái đoạn đầu game cũng y hình như nó. Bắt đầu lấy cái đồ mà bắt bóng cái thằng chết này nãy ra vọc ọc chơi cho vui. Tấm da lừa này được gọi là cái màn trắng. Khi biểu diễn trò múa gói bóng, trước tiên phải dựng màn trắng lên cái giá gỗ rồi dùng đèn chiếu sáng khắp màn trắng, sau đó mới diễn trò. Cắm hai thanh gỗ hai bên không? Nhưng giờ không phải làm như vậy. Đúng lúc ta cầm hai thanh gỗ không biết dựng màn trắng lên thế nào thì nghe một cái giọng nói quen thuộc bên cạnh. Trông như những cái một lỗ củ cải bị đổ xuống đất. Con bé này nó cũng có biết đâu mà nó cũng múa nữa. À không, nó bị dây chối á nên nó không đi xa được. Đó, qua cảnh mới nè. Ta mang theo cái gương gỗ cùng bản tệ đi đến một vách núi cách đó 50 bước. Coi chừng nó sổ ông xuống đâu ơi. Vách núi vừa vặn có thể nhìn thấy một số tình hình của trại mà người trong trại nó không dễ nhìn thấy. Họ bảo mãn tệ đi nhặt một ít củi cho thành đống, còn ta quay về chỗ cũ mượn lửa. Đem một khúc gỗ đang cháy đến nóng lửa, quay về vách núi. Ông nội ta là người trò múa gói bóng, cha ta cũng là học qua, cũng dạ, đã dạy ta. Còn đi mà làm nghệ sĩ đường phố nữa chứ. Con bé này đa năng phết á, nhưng mà tôi không tin nó đâu. Người biết bao nhiêu, cơ bản đều biết một chút. Chưa kịp bằng chạy gọi gì. Muốn ra dạy ngài chứ. Thôi. Hảo ya, tôi cũng muốn giúp đỡ Lăng Nhi. Trước đây nhịn lại anh sinh khí, chính hảo muốn làm gì để giúp đỡ. Đứa nhóc này không những là muốn hết giận tao, còn muốn lấy mạng tao. Những chuyện này tao đều nhớ, đúng rồi đó. Giữ cái đầu lạnh nha. Đừng có xin lỗi. Thiếu thứ gì đó là cái gì? Thiếu nhạc cụ, thiếu bóng thường là hai người diễn, một người điều khiển bóng, một người đệm đàn. Trong hai người này phải có một người hát. Ngươi không phải nói mọi thứ đều biết một tí sao? Ta chính là không biết hát mà thôi. Lời thì ta nhớ, nhưng chắc chắn là hát không hay. Thôi cứ hát đi em. Nhìn đúng là phong cảnh hữu tình quá, lãng mạn trong cái thời bình. Không biết là do thói quen của một nghệ nhân mới diễn bóng hay là do mông nàng vẫn còn đau không ngồi xuống được.
Đi đánh con người ta, người hỏi. Gì? Mặt giáp đỏ, tướng mạo oai phong, tay cầm một vũ khí khí hình dạng kích dài, cưỡi một con ngựa xích thú. Đúng rồi kìa, trả lời đúng cái Lữ Bố rồi, được cái mà. Lão già kia tao bố trí hơi nhiều đó cháu ơi. Có Lữ Bố mà còn thêm ba con rối nữa thì đương nhiên là anh em nhà Trương Phi Tu Bị rồi. Liêu Xuyên Đế, Đó. Quan Yun Chang, Zhang Yi Đế, hay có Lữ Phong Xian. Chứ xe đều biểu diễn 3 trận Lữ Bố dùng của nhân. Nói thằng này là lúc trước cũng học Trương Phi mà cái thói ngủ mở mắt nè. Nên chắc cũng biết mà. Người mặt đen cầm giáo là Trương Dực Đức. Trương Dực Đức. Trương Phi đó chứ ai. Người cầm đao là Quan Văn Trường. Người còn lại là Lưu Hiền Đức cầm song kiếm. Con nhóc này có vẻ biết khá nhiều. Vậy mà còn lại biết cả là Tam Anh Chiến Lữ Bố. Còn nhận ra được khá nhiều người. Tại sao trong gói bóng chỉ có Lữ Bố có ngựa? Chắc là để khiến Lữ Bố trông ngầu hơn. Rút cục cái xác hôm nay chết như thế nào? Một mình đi vào đó thì sao bị cắt cổ được không? Rồi tiền trên người mất hết hả? Nhưng mà một mình nó đi vào cái rừng Hoa Sơn nó làm cái gì? Gần đây có địa điểm nào quan trọng để nó bối rối kiếm tiền không? Trốn khỏi đồn hát. Ừ, chắc không đâu. Người diễn đi, tăng gia định rồi mãn tuệ. Đúng rồi đó, giọng điệu cũng không có chuyên nghiệp chút nào. Cái gì ấy? À mình nhớ về quá khứ cái vụ mà mình bị sợ lửa, cái thằng lưỡi lúc đầu nó nhắc lúc đó ta và cha cũng đang xem là múa bóng như thế này, đèn lồng lay động, tiếng trống và tiếng chiêng là âm những anh hùng trong vở kịch giao chiến sau tấm màn trắng. Tôn Ngộ Không vung gậy như ý đánh vào tai, đánh vào tai, đánh vào đầu Bạch Cốt Tinh, cây gậy như ý phát ra tiếng ánh sáng vàng cũng đầu cái yêu quái giống đang xem cái trailer con Black Myth Wukong ấy hả. Lúc đang hoan hô cho màn biểu diễn này thì tia lửa đã đột nhiên phóng to biến thành một chùm sáng mặt, trong nháy mắt ánh sáng bùng phát lên tấm màn trắng đi kèm với tiếng nổ chói tai nuốt chửng cả thế giới. Nổ rồi một tiếng nổ lớn, mọi thứ đều bị ánh sáng mạnh nuốt chửng, tất cả những gì ta có thể nhìn thấy đều biến thành một quả cầu lửa. Ta hét lên một tiếng ngồi bật dậy tại chỗ. Lão già có chuyện gì vậy? Ta không thể xem nữa. Ta bàng hoàng đứng dậy tại chân luống cuống chừng mắt. Ta nhìn xuống lòng bàn tay hứng lên ngơ ngác giờ hai tay trước ngực, mặt và lưng đẫm mồ hôi, tim đập nhanh, đôi tay không ngừng run rẩy. Vậy mà đi lấy cái đống đồ chơi bóng về còn món gió phọt thử nữa. Thằng này tâm lý thì
thì đang có cái gọi là cái gì đó, dư chấn tâm lý, ám ảnh tâm lý á, và đi bày ra cái giống hệt gì đó. Rồi về hả? Sau bao năm, ta vẫn nghĩ mình đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn, từ một con cừu trở thành một con sói, không sợ còn sợ bất cứ điều gì nữa. Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi được cơn ác mộng năm đó. Thiên Khải năm thứ sáu. Hồi nãy con bé nói là Thiên Khải năm thứ nhất mà. Ngày 6 tháng 5, giống sinh nhật con bé nó quá ha. Chương 5. Lính biên phòng á, quân lính chính quy á. Mình đang nhớ về quá khứ. Mà thôi chắc ngừng ở đây thôi anh em. Có nút lưu game hay là cái gì không? Lưu game luôn sao? À đúng rồi, ngay đây. Rồi, có thời gian thì tôi chơi tiếp. À nút lưu đây. Số 3, lưu số 3. Game này đọc chữ nhiều quá à. Tôi động tí là đau cổ họng rồi. Với lại cái giọng của tôi thì nó không hợp với mấy game này. Có thời gian rảnh thì sẽ chơi thêm. Một con game rất là hay nha. Anh em nào muốn biết được cái cách mà hạ phiên bản Steam Việt hóa thì coi cái khúc cuối còn lại. Tôi sẽ đánh dấu cho anh cái một ở dưới cái thanh mô tả. Mấy cái băng bản thì tôi cũng đưa xuống đó luôn. Rồi, ok bye bye anh em. Ok, mời lên em. Bây giờ tôi sẽ vô cái chuyên mục gọi là hướng dẫn Việt hóa cho anh em con game mà nãy giờ tôi chơi. Nói với riêng với con game này thôi nha. Còn một số game chung khác thì anh em cũng có thể áp dụng tương tự. Đây, con game có tên là Cù Non Đói Khát, Chiến Hành Trình Cuối Đời Nhà Minh. Game này thì họ đã update lên phiên bản 1.22 trên Steam rồi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, họ ghi ở đây 1.22. Nhưng mà cái phiên bản Việt hóa tôi chơi nãy giờ á, nó chỉ là phiên bản 1.19 thôi. Tức là update cách đây rất là lâu rồi. Trong cái khoảng thời gian ngày 5 tháng 6 nè. Nên anh em muốn chơi được cái bản Việt hóa mà anh em tải trên Mê Việt hóa, đây tôi đưa luôn cái link cho anh em. Em lên Mê Việt hóa gõ vô bên đây, Ngạo Quỷ đó là có. Tuy nhiên cái bản Việt hóa này là họ thu phí nha. Anh em có thể sử dụng không được cũng được, không sử dụng cũng được, đó là tùy anh em. Nên tôi khuyến khích anh em nào muốn sử dụng thì cứ liên hệ với Discord của họ rồi làm theo mấy thủ tục đó. Do cái bản Việt hóa này dịch thuật bằng AI nên nó tương đối chất lượng. Tôi chơi thử khoảng là 3 đến 5 phút đầu thì thấy rất là ấn tượng luôn. So với cái bản dịch Việt hóa bằng Google dịch đồ cái thứ á thì nó rất là khó đọc, còn bản này dịch thuật bằng AI nên đọc nó trơn mượt hơn khá là nhiều. Ít ra là cũng khoảng 80 đến 90% so với dịch thuật có tùy chỉnh đó. Với lại bối cảnh của game này nói tiếng Trung nên anh em chơi tiếng Anh là nó mất hay một phần rồi. Nên chúng ta tôi nghĩ là con game này cái bản Việt hóa nó làm đang khá là tốt. Còn chất lượng ra sao thì phải chơi đến cuối game mới biết được. Rồi bây giờ là cái phần hướng dẫn Việt hóa. Cái file Việt hóa thì tôi không có chia sẻ cho anh em nha. Anh em tự lên đây liên hệ với họ để lấy. Tôi chỉ hướng dẫn cái phần Việt hóa khi anh em chơi trên Steam thôi. Lên Steam anh em sẽ tìm cái tên con game là chính, cái này chắc ai cũng biết rồi, tìm được cái tên con game anh em vô trang Steam DB. Đây là tôi để luôn link luôn trong cái chỗ này, Steam DB, anh em dán cái tên game đó vô nó sẽ tìm ra con game đó thôi, rất đơn giản luôn. Đây nè, cái dưới là cái DLC, cái trên là con game. Khi tìm đúng con game rồi đó, anh em sẽ coi cái phiên bản Việt hóa của họ đưa ra là phiên bản mấy. Như cái mà bản tôi tải về là cái bản này là phiên bản 1.18, họ không có ghi ở đây nhưng mà theo cái thời gian căn cứ thì tôi đoán được cái thời điểm đó 1.18. Đây, trong cái file thì Việt hóa họ ghi là ngày 26 tháng 5 là phiên bản 1.18 đó. Tôi biết gì thôi, anh em lên cái trang SteamDB tìm được con game, anh em bấm vô cái phần phát nốt nè đó, bấm vô phát nốt anh em tìm xuống dưới này thì là ngày 25 tháng 5 thì nó tầm này đó, nó tầm sau cái phiên, sau cái ngày 23 này nó là phiên bản 1.18 là tầm này luôn. Thường là anh em tự biết khi mà họ Việt hóa họ sẽ ghi cái phiên bản hoặc là em căn cứ vào cái thời gian họ tạo cái file này 26 tháng 5, 23 tháng 5 nè. Đây đó là phiên bản này, nên em sẽ tìm thấy cái này, bấm vô đây nó sẽ có rất là nhiều thông tin trong này, gồm cái default nè, cái bui ID của con game nè, ID của con game nên em bắt lại từ đầu là nó ra. Thực ra anh em cũng không cần lấy cái ID nó nữa, tạp ID là anh em quan tâm ba cái mục này, bản default đó, rồi tiếp theo là cái thông số manifest này, rồi sau đó anh em bấm Windows EG trên bàn phím, nút Win cộng EG đó, nút Win cộng EG nó sẽ ra cái này. Anh em dán cái dòng code này vô hoặc anh em gõ tay Steam 2.2 sạc ốc thành sạc control đi đó, bấm vô ok đó. Bây giờ trên cái Steam của anh em nó sẽ ra thêm cái mục control đây nữa,
Đó, bây giờ ra rồi nè. Sau khi ra cái mục này thì anh em sẽ gõ cái dòng lệnh này vô. Chứ cái dòng lệnh ở dưới nha, cái dòng này ví dụ nó là download default, cái đầu tiên là cái dòng app ID. App ID anh em lấy ở đây, đó nó ghi thẳng đây luôn. Thực ra anh em vẫn có thể lấy được từ cái chỗ này. Từ mấy chỗ trong này anh em vẫn có thể lấy được nó. Là ví dụ như cái default nè. Default này là cái số này nè nha. Đây nó là cái số này, anh em chỉ cần chuyển cái số 1 thành số 0 là nó ra cái app ID và anh em lấy trực tiếp ở đây. Anh em muốn cách nào cũng được, thì lười lười như tôi sẽ lấy ở đây luôn. Rồi sau khi có cái app ID rồi, anh em sẽ cần tìm cái default ID, là nó nằm ngay đây luôn, default ID, nó nằm cái số này. Cái thứ ba nữa là cái manifest ID. Manifest ID là cái phiên bản chữ màu xanh bên đây. Đó, anh em copy cái số này, dán vô. Dán vô đây, đó nó ra đúng cái dãy này. Anh em thay cái app ID vô đây, default ID vô đây, manifest ID vô đây thì ra được cái dòng ở dưới, copy cái dòng ở dưới, dán lên Steam, dán vô cái chỗ này của Steam như tôi hồi nãy là vừa mới dán ở đây đây. Đó. Dán vô Steam thì nó sẽ đó dán cái lệnh vô Steam nè. Nó sẽ báo là đang download cái bản default này. Đây là cái bản này nè. Thì thời gian chờ bao lâu? Thời gian chờ thì hên xui, con game này 600 MB, tôi chờ là khoảng 1 phút là xong. Khi tải về xong đây nó sẽ hiện ra cái dòng này. Anh em cứ kiên nhẫn chờ nha. Thì giờ cái dung lượng con game nó quá nặng hay quá nhẹ, nó sẽ ra được cái phiên bản này cho anh em đây. Đó, anh em copy cái đường dẫn này trên Steam nè. Nó sẽ hiện ra cái đường dẫn mà để nó tải về cho anh em. Thì mình cứ mở cái này lên, mình vô trong chỗ đó thôi. Đó. Nó đã tải về nguyên cái bản đó cho anh em rồi. Thì bây giờ anh em vô Steam, con game của anh em. Bấm chuột phải vô đây, di chuyển đến cái file local của nó. Mở lên, đó nó có cái local này. Em cứ xóa hết cái này đi, chả quan tâm gì hết, đó xóa hết rồi đó. Rồi mình vô cái chỗ mình mới tải về nãy, là cái app ID mà trong cái thư mục OK của tôi nè. Nó ghi bên đây nè. Đó, vô cái chỗ này, lấy cái bản mới tải về của mình á, là cái bản này nè. Dán qua cái chỗ mà mình mới xóa trên Steam, đó. Cái này là tôi copy Lubaster qua thôi. Khi đẩy qua xong rồi đó, bắt đầu tới cái phiên bản Việt hóa thì mình sẽ vô cái thư mục này. Thường mấy cái file này nó nằm trong cái data thôi, đó tìm cái file mà trùng tên với nó nè. Gắn vô đây. Chọn đè chồng luôn. Đó rồi bây giờ chúng ta đã Việt hóa thành công con game cho cái phiên bản cũ của nó, là cái phiên bản tương đứng với cái thời gian ra mắt con game, cái thời gian mà họ làm cái bản Việt hóa này. Với phiên bản mới anh em mà bắt ở cái này vô nó xài cấu trúc một tí thôi, nó gắt game liên tục luôn, không thể chơi được đâu. Nên mình phải chơi phiên bản cũ cho trùng cái mà thời điểm họ làm cái việc phá nó cứ chạy, thể chạy được. Thì đa số những con game mà trên Steam nếu như game hot á thì cái người làm bản việc phá họ sẽ theo cái con game nó liên tục luôn. Còn nếu mà con game mà ít người chơi hoặc là bị lỗi thời quan tâm, ít người quan tâm quá, anh em vẫn muốn trải nghiệm cái bản việc phá thì phải dùng cách cũ này. Sau khi có bản việc phá rồi thì chúng ta cứ vô trên Steam bình thường thôi, vô trên Steam rồi bấm bắt đầu play game thôi. Bắt đầu bấm play game là xong. Vô thì chúng ta vẫn hoạt động đúng cái phiên bản thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Còn nếu như sai phiên bản một phát là nó gắt luôn. Vô new game. Con sói năm 1628. Đây là cái bản Việt hóa bằng AI nên đọc nó rất là chất lượng luôn nha. Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao. Vì sao phụ huynh ta để đặt tên ta là Lương. Lương có nghĩa là lương thiện. Chữ thiện có hình dạng một chú cừu đang há miệng. Nhìn chầm chầm vào chữ này ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chú cừu đang kêu. Đó. Thì bây giờ tôi đã Việt hóa thành công rồi đó. Thì tương tự anh em vẫn có thể làm vậy với mấy con game khác. Rồi, bước nó rất là đơn giản. Làm theo những bước này. Vô team DABA, team DB, tìm tên con game. Tìm được tên con game rồi thì bấm vô Fast Note, căn cứ cái thời gian trên cái bảng mà việc hóa của anh em, đúng cái khoảng thời gian đó. Ngày 26 thì nó giữa 23 với ngày 5. Nên tôi sẽ lấy cái phiên bản trước đó vài ngày. Đó bản 1.18 này, bấm vào thì anh em mở Steam lên chạy cái cú pháp để tải phiên bản việc hóa cũ về, để chồng lên cái phiên bản trên Steam là xong. App ID, default ID nó là cái này. App ID nó thường là cái default ID nhưng mà nó bỏ số 0 đi. Chính xác nhất thì anh em lấy cái app ID ở đây. Có app ID, có default ID rồi, còn cái cuối cùng là manifest ID là cái này, xong rồi đó. Chỉ cần paste cái cú pháp này vô bên Steam. Chạy cái lệnh này trong mà cái kia để mở Steam lên được cái console này nha. Khi mở đó rồi cứ dán vô đây. Cái này là anh em chơi game phiên bản cũ nó dạng như offline vậy đó, chứ không phải là hack cheat gì đâu. Cái này là chính chủ Steam nên không quan tâm cái chuyện mà lỗi phải gì đó. Nếu như bị lỗi quá thì anh em cứ gỡ game, cài lại cái phiên bản mới là xong. Rồi, ok, bye bye anh em. Xong cái phần hướng dẫn việc hóa. Hơi lu bu một tí. Nhưng mà anh em chơi game thì anh em có thể là áp dụng cách này đến hầu hết những con game bị ao sụt lỗi thời. Rồi, bye bye anh em.